True Natural, hệ thống sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp điều hành bởi nghệ sĩ Trấn Thành, thành viên thuộc Tinh Cầu Group. Một cô gái với nhiều suy tư trong lòng. Bị người khác làm tổn thương, nó dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà mình làm tổn thương một người khác. Làm sao giấu đi đôi mi em đang u sầu? Liệu em có phải là Mỹ Châu trong huyền sử? Nước mắt em vẫn rơi, vậy thì em đã giải thoát nó thật sự chưa? Em không làm tổn thương bạn ấy, vì hai người tự nguyện yêu nhau mà. Áo lông ngỗng có còn là tín vật của tình yêu? Từ những cái lúc mà đèn tắt đi, em chỉ ngồi em nghịch cái lông áo, trên mặt em có một cái nét buồn. Anh cảm nhận được cái sự đau buồn đấy. Những cái giọt nước mắt của Nhi vừa rồi sẽ là những cái giọt nước mắt cuối cùng. Em sẽ không có quá nhiều cơ hội để mà em phải tiếc, em phải nhìn lại thanh xuân của mình. Với sự cố vấn của siêu mẫu Hà Anh. Tình yêu là phải hạnh phúc, là phải vui, chứ còn đến mà để khóc lóc, phải đau khổ rồi dọa chia tay thôm thì thế này kia làm cho mình up down quá nhiều. Chị nghĩ là đấy không phải là tình yêu. Tình yêu no drama. Siêu mẫu Minh Triệu. Với những bạn mà trông rất bad boy như thế này á, em chỉ cần nắm được cái sự trẻ con của người ta thôi. Bất thầy có kinh nghiệm nha. Hoa hậu Kỳ Duyên. Một người đàn ông rất là tự tin, có một cái sự ổn định ở trong đấy, bếp núc rất là sạch sẽ, gọn gàng. Thì quay phim không lẽ lại bẩn thỉu. Và ca sĩ Quyêu, liệu có làm nên chuyện? Với cái cặp lông mày bén ngót như vậy thì là một người rất là mạnh mẽ nha, rất lông bén. Lông mày của em có vẻ bén hơn Quyêu à. Hãy chờ đón cô công chúa bé nhỏ sẽ xuất hiện trong Người ấy là ai tuần này. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người ấy là ai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Người ấy là ai do Vion và V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel và được phát trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Và xin được gửi lời cảm ơn đến đơn vị đồng tài trợ Mirinda. Mirinda, vị soda kem Việt Quốc, chua ngọt thơm béo, ngon xoắn lưỡi đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn đơn vị đồng tài trợ True Natural, hệ thống sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp thuộc Tingo Group. Quý vị và các bạn có thể tải ngay Vion về để có thể theo dõi sớm nhất và trọn vẹn Người ấy là ai. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể view vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Ngày hôm nay sẽ chào đón đến trường quay những cô gái rất lộng lẫy. Đây là lần đầu tiên được chào đón chị Hà Anh đến với chương trình. Trấn Thành cũng rất là ngưỡng mộ chị, bởi vì chị Hà Anh rất là xinh đẹp, lúc nào cũng giữ được phong độ của mình mỗi lần bước ra sân khấu, và đặc biệt là có những suy nghĩ rất là sâu sắc, gọi là mature đó. Một người phụ nữ cực kỳ bản lĩnh. Chị cảm thấy thế nào ạ? Cảm ơn Trấn Thành vì những cái lời khen vô cùng là có cánh. Người ấy là ai là một chương trình rất là hot và được mọi người đã nói đến cách đây rất là lâu rồi. Ngày hôm nay Hà Anh được giao một cái trọng trách là giúp nhân vật chính của chúng ta tìm một người đàn ông gọi là hoàn hảo. Thì đây gần như là một cái sứ mệnh của Hà Anh. Vì không biết mọi người có biết không, Hà Anh từng viết một cuốn sách tên là Sống trong thế giới đàn ông. Tức là cẩm nang phải có của mọi cô gái, cẩm nang chống ế đó. Cho nên là hy vọng là ngày hôm nay với những cái gì lắng nghe từ cô gái, những chàng trai thể hiện, thì anh sẽ giúp cho cô gái ấy cùng với cả các ban tư vấn ở đây tìm được một người đàn ông hy vọng hoàn hảo. Chị có xem Doctor Strange phần mới nhất chưa ạ? Dạ. Không biết là cuốn sách đó là nó theo cái hướng thôi miên người ta cho hướng cám dỗ, hay là nó sẽ đưa người ta đến cái gì đó kinh đô ánh sáng ạ? Cuốn sách này nó là decode, tức là giải mã. Rất là nhiều khi mọi người nghĩ là khó hiểu đàn ông, nhưng mà thực ra đàn ông rất là dễ hiểu. Cho nên cuốn sách của Hà Anh đặt ra những cái câu hỏi để cho người phụ nữ tự hỏi bản thân mình xem là mình muốn cái gì ở người đàn ông. Yep.
Hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm tình trường rất là thú vị đến từ Sương Mẫu Hoàng Anh nha. Welcome chị đến với Nala. Cảm ơn thầy. Will, lần này trở lại thế sao em? Ngồi kế ba người đẹp có thấy áp lực gì không? Dạ, từ lúc bước vào chương trình, khi mà ban tổ chức kêu Will ơi, anh ra ngồi ghế đi, thì em thấy ba người ngồi đây thì em đã khựng lại một giây rồi. Anh thấy tóc em xoăn hẳn. Dạ, đây em bị rối bời đó mọi người. Thì em rất là lo lắng vì sao ba người phụ nữ ngồi kế em rất là đẹp và rất là cao nữa. Và rất là đầy trải nghiệm. Dạ. Trong khi em thì... ở cái độ tuổi của em bây giờ sao trải qua rất nhiều thăng trầm rồi, thì chỉ cần bình yên và cảm thấy vui với người mình thương là được. Vậy hả? À. Thì nay em có available không? Dạ, thì hôm nay em mặc bộ áo xanh thế này thì ai muốn biết thì cứ nhào vô. Ok, ai muốn thì cứ nhào vô nha. Đây hình như cũng là lần đầu tiên Minh Triệu tham gia chương trình phải không? À, dạ vâng, lần đầu tiên đến tới sân khấu thôi anh Thành. Chứ thật ra là tất cả các số của Người Ấy Là Ai là em không bao giờ bỏ lỡ hết. Oh, thank you. Là một fan của chương trình. Thank you, thank you. Minh Triệu thích điều gì ở Người Ấy Là Ai? Cái mà em thích lớn nhất á là nó là một chương trình giải trí đi. Thì song song đó nó vẫn mang lại những cái giá trị cho cộng đồng. Và nó có tính lan tỏa, truyền cảm hứng rất là lớn. Và em cảm thấy là đó là một cái điều mà giúp cho chương trình của mình có được nhiều số thành công hơn nữa. Cảm ơn Minh Triệu. Lần này đến đây thì hy vọng Minh Triệu cũng sẽ mang đến những câu chuyện cũng như những kinh nghiệm của mình giúp cho nữ chính tìm được một người thật là xứng đáng nhé. Còn kế bên Minh Triệu là một cô bạn lúc nào cũng đồng hành cùng với Minh Triệu, rất là Kỳ Duyên. Khi mình đến đây với cái người bạn mà hay đồng hành quá, em có bị cảm giác hơi quen thuộc không? Bị chán không? Ý anh Thành là... em có cần một hơi thở gì mới không? Anh mời chị Hà anh qua ngồi kế em. Đầu tiên cho em chào anh Thành và em chào anh, chào Will. Chào chị ạ. Chào chị. Thật ra thì em với cả Triệu là cũng quay khá là nhiều chương trình cùng nhau rồi ạ. Nhưng mà tư duy của em và Triệu cũng như là về quan điểm cuộc sống khá là khác nhau. Nên là khi mà mình tham gia vào chương trình Ấy Là Ai như thế này thì nó giống như kiểu là một cái thế giới mới của mình á. Em cũng là một fan chân chính của chương trình luôn. Và mình cũng là mong muốn có một ngày nào đấy là mình có thể ngồi đây học lỏm với những kinh nghiệm gì đấy. Tại vì thực sự là so với mọi người em mới là nhỏ tuổi nhất anh Thành ạ. Không phải là em có quá nhiều kinh nghiệm đâu. Không sao, Người Ấy Là Ai hay bởi sự phong phú về tư duy của mỗi khách mời. Cho nên ngày hôm nay anh cũng rất là mong đợi cái sự khác biệt của em với Minh Triệu, để anh xem là hai người suy nghĩ như thế nào. Và biết đâu chúng tôi ngoài giúp nữ chính ra còn giúp cho hai người hiểu nhau nhiều hơn. Biết đâu số cuộc chơi ngày hôm nay là nghỉ chơi luôn đó. Anh thử ra hết sức cẩn thận với những suy nghĩ và phát ngôn của mình nhé. Ok. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã mở đầu chương trình với một sự hứa hẹn đầy thú vị bởi những khách mời rất là cá tính. Họ sống thật với bản thân mình và họ cực kỳ có chính kiến. Và hôm nay, với những cô gái mạnh mẽ như thế này, chúng tôi hy vọng nữ chính sẽ là một người cũng mạnh mẽ tương đương. Và cô ta là ai? Mời xem video clip. Xin chào tất cả mọi người, mình là Quỳnh Nhi. Công việc hiện tại của mình đang là một MC và kinh doanh thời trang. Mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Mình cũng đã trải qua và tìm hiểu vài mối tình. Tuy nhiên thì trong đó cũng có một mối tình để lại cho mình rất là nhiều day dứt đến tận bây giờ. Hình ảnh đầu tiên mà bạn ấy đến với mình, đấy là một hình ảnh mà mình cảm thấy rất là đẹp. Trong mắt mẹ của mình thì bạn ấy là một người rất là hiền lành và có thể là che chở và bảo vệ được cho mình. Khi mà bọn mình mới bắt đầu quen nhau thì bạn ấy đang làm tiếp viên hàng không. Nhưng mà có một số chuyện không may mắn xảy ra đã khiến bạn ấy phải dừng lại. Lúc đấy thì công việc của mình lại phát triển hơn, mình có một mức thu nhập tốt hơn. Đấy cũng là cái điều mà khiến cho bạn ấy bị cảm giác như là có một cái bức tường giữa mình và bạn ấy. Bạn ấy đã từng nói với mình một câu là bây giờ anh muốn dừng lại cuộc sống này. Và đấy là điều mà mình cảm thấy rất là sốc. Mình không thể tin được rằng là những cái biến cố đấy lại khiến bạn ấy tổn thương và đau lòng đến mức độ như vậy. Mình cũng là người ở bên cạnh bạn ấy trong suốt khoảng một thời gian dài. Nhưng mà dường như là những cái lời khuyên đấy của mình thì không có tác dụng. Và cuối cùng thì mình cũng đã phải đưa ra quyết định là dừng lại mối quan hệ này. Mẹ mình ngay lập tức trách mình là một đứa rất là tồi tệ. Mẹ mình cũng có nói lại với mình là mẹ mình cũng đã cho mình tự quyết định là bắt đầu mối quan hệ này.
thì mẹ mình nghĩ rằng là những gì mà mẹ mình đang suy nghĩ là đúng và mọi cái sự quyết định của mình đều là sai. Mình cũng đã cố gắng để có thể chia sẻ với mẹ của mình nhưng mà dường như là nó không có tác dụng gì cả. Nên là mình đã quyết định là quay trở lại với bạn ấy. Nhưng mà trong tâm tâm cũng như là trong những cái tình cảm và suy nghĩ của mình thì mình cảm thấy đấy là một điều gì rất là khó khăn. Bởi vì mình đang phải lừa dối chính cái cảm xúc của mình. Nó cũng là lý do khiến cho mình cảm thấy day dứt đến tận bây giờ là mình càng kéo dài khoảng thời gian ở bên cạnh bạn ấy thì cái nỗi đau ở trong bạn ấy thì càng lớn hơn nữa. Và có một khoảng thời gian thì bạn ấy có chia sẻ với mình là bạn ấy muốn đi tu. Mình nghĩ là đấy là cái sức chịu đựng giới hạn của mình rồi và mình không thể kéo bạn ấy lại được nữa. Mối tình của mình thì diễn ra trong vòng gần 2 năm. Nhưng mà theo những gì mà mình cảm nhận được chỉ chiếm được 1/4 khoảng thời gian là những kỷ niệm đẹp. Còn 3/4 còn lại thì nó là những cái gì mà mình cảm thấy rất là đau lòng. Sau một cú sốc về chuyện tình cảm thì mình cũng tập trung vào công việc nhiều hơn. Nên là mình mong muốn rằng có thể là tìm được một người đàn ông cho mình được một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. Nhưng mà quan trọng nhất là có thể chia sẻ với mình mọi thứ. Anh Trần Thanh và ban cố vấn ơi, ngày hôm nay thì em đã cảm thấy rất tự tin để bước đến chương trình Người Ấy Là Ai và mong rằng là qua những gì mà em đã chia sẻ thì mọi người có thể giúp cho em tìm được một chàng trai phù hợp và em đã sẵn sàng rồi. Và chúng ta cùng chào đón Quỳnh Nhi. Chào em. Dạ, vâng. Hôm nay xinh quá. Giống như là Cinderella vậy đó. Yeah. Yeah. Giống hệt công chúa anh nhỉ? Giống hệt công chúa, hy vọng là không phải 12 giờ quá sớm đi. Mọi thứ trở lại như cũ nha. Chia sẻ trong đoạn clip thì có vẻ em là một cô gái cũng còn rất là ngây thơ đấy. Cho nên là mình làm quen nhau trước đi nào. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho phép là em sẽ được gửi lời chào đến anh Trấn Thành, tất cả anh chị trong ban cố vấn cũng như là tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin được tự giới thiệu lại một lần nữa, em tên là Quỳnh Nhi ạ. Em đến từ Hà Nội và hiện tại thì em đang kinh doanh thời trang cũng như là có làm MC ạ. Ừ. Khi mà em xem lại cái đoạn clip thì em có cảm xúc gì? Khi mà em đứng ở trong kia và nghe lại những gì mà mình nói thì em cảm thấy giống như một cái gì đấy tra tấn lại cảm xúc của em một xíu ạ. Yêu được bao nhiêu lần rồi trước khi đến đây? Em cũng đã có một vài mối tình. Bao nhiêu cái được gọi là sâu đậm? Em có yêu một bạn 3 năm. Đấy là khoảng thời gian em học cấp 3. Em nghĩ đấy là một mối tình đầu khá là nhẹ nhàng đối với em. Và sau đó thì em có quen bạn yêu gần 2 năm này ạ. Ừ. Cái bạn thứ hai làm em buồn nhiều đúng không? Dạ vâng. Ừ. Điều mà chị cảm thấy hơi lo lắng á, trong các mối quan hệ, nó có một cái mối quan hệ tiếp theo, nó gọi là rebound. Sau khi một cái mối quan hệ nghiêm túc xảy ra, nó để lại cho mình nhiều cảm xúc, thì mình chưa thực sự sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu và để cởi mở, mà nó là một cái như kiểu để bù đắp ấy. Bù đắp cho những cái gì em mất mát, những cái gì mà em cảm thấy em chưa làm được. Nên là thông thường những cái mối quan hệ rebound này nó sẽ không kéo dài. Tại vì khi mà chị nghe thì em nói trên đấy, chị cảm thấy em còn rất là nhiều cảm xúc. Và em ngồi đây rồi em vẫn còn rất là nhiều cảm xúc đối với cả cái mối quan hệ đó. Thì chị lo rằng là ở trong cái mối quan hệ đó em chưa có được cái closure. Tức là đã đóng cửa được, đã cảm thấy là làm lành được cái vết thương đó. Không phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đâu, là bớt đau, là bớt đau.
chưa giải thoát. Như chị Hành nói đó, thì nước mắt em vẫn rơi. Vậy thì em đã giải thoát nó thật sự chưa? Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi. Trong câu chuyện mà em vừa mới kể đấy ạ, thì em nghĩ là việc mà bản thân của em bị người khác làm tổn thương, nó dễ dàng rất là nhiều khi mà mình làm tổn thương một người khác. Bởi vì khi mà em làm tổn thương bạn ý thì nó không chỉ là cái nỗi đau mà ngay thời điểm đấy em phải giải quyết. Và đến tận bây giờ thì em vẫn cảm thấy day dứt. Day dứt ở đây không phải là em không sẵn sàng để có thể đón nhận một mối quan hệ mới. Day dứt chỉ là em đang đau lòng bởi vì những gì ở quá khứ mà em đã làm tổn thương đến người ta ấy ạ. Vì sao lúc đó em lại như vậy? Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, và từ nhỏ cho đến lớn thì em sống cùng với bố mẹ. Mẹ em là một người rất là thương em, và mẹ em luôn luôn nghĩ rằng là em một cô bé không bao giờ lớn cả. Nên là kể cả trong chuyện tình cảm thì mẹ em cũng mong muốn rằng là mẹ em có thể giúp cho em chọn được một người phù hợp với em nhất. Em nghĩ là mẹ em cũng đang muốn em sống thay cho cả cuộc đời của mẹ em nữa. Nên là mẹ em cũng ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của em khá là nhiều. Mẹ em rất là quý bạn ý. Khi mà bọn em chia tay thì mẹ em cũng có nói với em rất là nhiều, thì nó làm cho em kéo dài một quan hệ này. Và cái việc mà kéo dài một quan hệ quá nhiều như vậy thì bạn ý lại càng tổn thương hơn. Và không thể quên cũng là một cái yêu thương gọi tên. Em có xem cuộc phim Cua Lại Vợ Bầu chưa nhỉ? Em có. Trong phim Cua Lại Vợ Bầu của anh đóng năm đó thì có một câu, vì không đủ thời lượng phim cho nên đạo diễn có cắt đi. Câu đó là câu thoại mà anh nghĩ ra cho nhân vật. Nhân vật nữ chính trong phim yêu một cái anh chàng rất là an toàn trong 7 năm qua, và một ngày nào đó cô ta cảm thấy muốn move on với một chàng trai có chí hướng cao hơn. Cô ta lỡ fall in love trong đúng một đêm thôi. Sau đó cô ta chợt nhận ra rằng ý cha mình sai quá, mình ngoại tình rồi ta. Mà mình kỳ quá, không lẽ chỉ vì mình chán ta cái mình tự nhiên mình thích cái người mới. Cái cô bạn mới hỏi cô, hồi xưa nó có cái gì mà mày thích nó vậy? Thì cô nói là vì ảnh làm cho tao cảm thấy an toàn. Rồi cô nói, ủa vậy thì tại sao bây giờ mày lại chán nó? Thì cô mới nói là vì ảnh chỉ có an toàn. Làm sao chúng ta có thể ở mãi với một người không cùng năng lượng với mình được? Nếu một ngày nào đó hai cái cá thể đó, cái năng lượng nó chênh lệch quá nhiều, tự động khoảng cách nó có, và khi khoảng cách có nó đứt. Thế thôi, em đừng nghĩ em làm tổn thương bạn đến mức độ đó, không không tới nổi vậy đâu cưng à. Bạn sẽ đau, rồi bạn sẽ trưởng thành, rồi bạn sẽ lại gặp một người mà người đó mang đến cho bạn một năng lượng tương đương, nơi bạn không phải cố gắng quá nhiều để có thể làm em yêu nhiều hơn. Còn chuyện bố mẹ đang sống giùm mình á, đó là câu chuyện của vạn người. Cho nên á, anh nghĩ cái điều mà em làm tốt nhất á là thử làm cho mẹ em hiểu là em đủ khỏe, đủ mạnh để có thể đi trên đôi chân của mình. Những cái gì anh Thành chia sẻ thật sự nó rất là đúng. Con người mình cũng có thể đôi khi chọn đúng, có đôi khi chọn sai, nhưng cái việc đó nó không thành vấn đề. Quan trọng nhất tại thời điểm này, em đang mong muốn điều gì? Em sẵn sàng cho điều gì? Và em có đủ dũng khí để chọn cái điều mà em cho là tốt cho em chưa? Đừng giật phạt bản thân của mình. Tại vì em sẽ không có quá nhiều cơ hội để mà em phải tiếc, em phải nhìn lại thanh xuân của mình. Cho nên là chị và ban cố vấn ngồi đây rất mong là Nhi sẽ một lần nhìn thẳng vào chính con người của Nhi để mà hiểu được ngày hôm nay Nhi ngồi đây là vì Nhi mong muốn được hạnh phúc. Đúng không? Chị chỉ nói với Nhi một câu như này thôi này. Không phải là lỗi của em. Cũng không phải lỗi của anh ta luôn. Mỗi người đều có một cái challenge trong cuộc sống mà mình phải đối mặt. Cho nên ngày hôm nay chị biết em đến đây với rất là nhiều day dứt. Một là day dứt là em đã làm tổn thương bạn ấy. Em không làm tổn thương bạn ấy. Vì hai người tự nguyện yêu nhau mà, đúng không? Trong quá trình yêu nhau có những khác biệt, không phù hợp. Chia tay nhau em nên suy nghĩ đơn giản như thế. Thứ hai là em cảm giác rằng là mẹ chưa tin em và đó làm tổn thương đối với em. Thì ngày hôm nay đến với chương trình Người Ấy Là Ai á,
thì chị hy vọng rằng là có thể là em không tìm thấy một người bạn đời để mà em đi đến cuối đời, nhưng mà chị mong rằng là người ấy có thể cho em được cảm giác hạnh phúc, một nụ cười luôn luôn nở trên môi và một trải nghiệm và nhìn mọi thứ với một con mắt mới. Tình yêu no drama. Tình yêu là phải hạnh phúc, là phải vui, phải nhìn với nhau mỗi ngày. Chứ còn đến mà để khóc lóc, phải đau khổ rồi dọa chia tay hôm thì thế này kia làm cho mình up down quá nhiều. Chị nghĩ là đấy không phải là tình yêu. Yep. Không, nhưng mà em nghĩ là những cái giọt nước mắt của Nhi vừa rồi sẽ là những cái giọt nước mắt cuối cùng ấy chị ạ. Thật ra ngày hôm nay khi mà em bước ra từ sân khấu, chị thấy em rất là xinh. Và chị cảm nhận được cái nguồn năng lượng rất là tích cực từ em. Thật ra đối với chị là trong một mối quan hệ tình cảm giữa hai người, nhiều khi nó sẽ không bao giờ nó phân định được rõ là ai sai, ai đúng hết gì cả. Nhưng mà cái quan trọng là mình đã trải qua những chuyện gì đó với nhau và mình trân trọng những cái điều tốt đẹp đó. Có thể là cái mối quan hệ đấy của em nó không có quá là nhiều những nguồn năng lượng tích cực, đôi khi nó sẽ có những nguồn cảm xúc tiêu cực cho em. Nhưng mà em đã quyết định một cái là em bước ra khỏi đó, và ngày hôm nay em đến đây để mà mình có thể lựa chọn ra một người đúng đắn cho mình. Và chị mong rằng là em hãy dùng những cái nguồn năng lượng tích cực đó của em để mà mình thu hút những cái nguồn năng lượng tích cực khác và làm cho những cuộc sống tương lai này của mình sau này tốt đẹp hơn nhá. Cảm ơn ạ. Bữa nay đến đây mẹ có biết không? Hôm nay mẹ em có biết ạ. Mẹ có ủng hộ không? Mẹ em rất là ủng hộ ạ. Qua chuyện tình cảm vừa rồi thì em nghĩ là mẹ em cũng đã hiểu em nhiều hơn. Bởi vì em cũng chỉ mong một điều duy nhất là khi mà em lựa chọn một ai đấy thì đấy là niềm hạnh phúc của em. Mai sau khi mà em có tiến tới xa hơn, yêu nhau hay là lấy nhau chăng nữa thì em vẫn là người sống trong cái mối quan hệ và sống trong khoảnh khắc đấy á. Yeah. Chị đồng ý. Cảm ơn em. Bác gái đang chắc ở nhà không có bay đến đây đúng không? Dạ vâng. Bác ơi, bác cứ ở nhà lo việc của bác đi ạ. Ở đây việc của em để tụi con lo. Bây giờ thì em đã thoải mái hơn rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ, sẵn sàng rồi ạ. Vậy thì cho anh hỏi gu của em là gì? Gu của em là một chàng trai trưởng thành ạ. Trưởng thành. Và có thể chia sẻ với em, là một người bạn với em nữa. Em đang nói về anh đó. Ừ. Anh đang định nói thế đấy, anh Thành. Không, mình ngoại hình đi, mình nói ngoại hình, tiếc đi. Ngoại hình đi. Em thích một chàng trai ít nhất là cao hơn em là được ạ. Okay. Em có thích chàng trai tóc xoăn không? Em cũng thích một chàng trai tóc xoăn ạ. Em nên nhớ là hôm nay ngoài 5 sự lựa chọn cho sân khấu, em có thêm một sự lựa chọn ngồi ở đây. Em có thích một chàng trai tóc xoăn đánh phấn dày không? Mình chỉ muốn làm đẹp để cho người yêu mình tự hào về mình thôi à. Ok, bước vào thế giới của người ấy là ai nhá. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại sau vài phút với dàn cực phẩm của chương trình. Người ấy là ai? Quý vị và các bạn đang trở lại với người ấy là ai? Và bây giờ sẽ là dàn siêu phẩm của chương trình. Xin giới thiệu Quân Ngô. Xin giới thiệu Việt Anh. Đấy, công chuyện luôn. Ôi là trời luôn rồi. Xin giới thiệu Dylan. Ai ai. Mệt mỏi đây. Xin giới thiệu Hoàng Dương. Hôm nay xin giới thiệu Tiệp Nguyễn, doanh nhân thành đạt nha. Và đây là những chàng trai của người ấy là ai. Ladies and gentlemen, năm chàng trai đã làm được. Dạ, xin hỏi quý khách là hôm nay thực đơn có vừa miệng không ạ? Vừa tầm anh ạ. Ăn hết luôn anh ơi. Ăn hết luôn anh ơi. Cảm ơn sự đói bụng của quý khách. Chúng ta hãy gặp gỡ chàng trai đầu tiên qua một đoạn video clip. À,
Chào em, anh là Đức Quân. Anh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Anh hiện là chủ một cửa hàng cà phê. Do đặc thù công việc liên quan đến ngành dịch vụ nên anh là một người luôn thích chăm sóc và mang lại sự thoải mái cho người khác. Hãy để anh mời em một ly cà phê nhé. Anh tin đây sẽ là ly cà phê ngon nhất từ trước đến giờ của em ấy. Anh là một người có khá nhiều đam mê và sở thích, và một trong số những sở thích đó là thời trang. Cao, cao. Với anh, sự đơn giản và năng động luôn là yếu tố quan trọng để có được một bộ đồ đẹp. Sao? Được không? Ngoài ra, anh còn rất thích chơi thể thao, đặc biệt là tennis. Ôi trời ơi, chơi tennis nữa. Trong tennis, yếu tố quan trọng nhất chính là đưa ra quyết định vào đúng thời điểm để đánh bóng một cách chuẩn xác nhất. Cũng giống như trong chuyện tình cảm, ta cần gặp đúng người vào đúng thời điểm. Với anh, đây là thời điểm thích hợp để đi tìm tình yêu của riêng mình. À mà, vì chăm tập thể thao nên anh rất khỏe, có thể là một chỗ dựa vững chắc cho em đấy. Nếu em không muốn ngồi ghế nữa, thì em có thể ngồi vào lòng anh. Chết rồi. Em à, anh là trai phố cổ, và anh rất mong là em sẽ đổ của anh. Hãy cho anh cơ hội, em nhé. Ôi dồi ôi, nếu em không ngồi ghế em có thể ngồi vào lòng anh. Đấy, ra phố cổ đấy, ra thì có vẻ hơi nhút nhát lên trong clip nhỉ. Dạ vâng, các khách mời nghĩ gì về chàng trai số 1 ạ? Kỳ Duyên thấy sao cưng? Em thấy vừa miếng nha, một góc là hết luôn nha. Bạn này em thấy trong clip kiểu cảm giác bạn đang không có được tự tin lắm. Để ý cái khúc mà đánh tennis nhá, là thường đánh tennis là người ta sẽ phải đập một cú rất là dứt khoát. Những cái động tác của bạn ấy nó hơi bị lỏng lẻo á, không ra hết lực đúng không? Đúng rồi, cảm giác bạn cứ eo uột như này. Em mà nói thế thì người ta là diễn viên rồi. Chị thích cái vụng về của bạn ấy. Chứ đàn ông mà trải chuốt quá mà đánh lên kiểu diễn quá đúng không? Có như tạo dáng quá đi. Tạo dáng quá nha. Cái đấy là nó kiểu giống như là sức mạnh tự nhiên của đàn ông bục anh như thế này. Anh hiểu ý của Duyên. Có nghĩa là nếu như một người mà đàn ông cơ bắp là ra ngay. Còn bạn này là kiểu nó có một cái nhẹ đúng không? Em thấy nó hơi kiểu bị nhẹ nhàng ấy. Như vậy thì có nghĩa là trong suy nghĩ của em thoáng qua có một cái tí gọi là tia cực tím ở đây phải không? Lê lói. Em có thể chọn màu ngay cho anh ấy. Chọn luôn ấy. Chọn luôn ngay bây giờ. Chuyển động cơ thể của bạn ấy thì nó hơi nhẹ nhàng một xíu, nhưng mà ánh mắt này rồi là những cái lời nói thì lại kiểu sát thủ tình trường nhỉ. Giang chưa đưa ra sự lựa chọn anh ạ, cho em theo ý kiến của mọi người thêm đúng không? Mình hiểu thấy sao? Khi mà em xem cái video clip của bạn á thì em lại thấy là bạn chững chạc hơn. Ở tại sân khấu thì tự dưng lại hơi lóng nga lóng ngóng, nhưng mà biết đâu là tại vì thích nữ chính quá anh Thành ạ. Nó có hai trường hợp, một là thích quá bị rung, hai là vì người ta sợ đám đông. Đúng, em không thấy bạn này phản phất ánh tím nha. Đó, thấy chưa, gật đầu. Nghe Duyên nói ánh tím lo và di chuyển nhiều hơn, có xu hướng di chuyển nhiều hơn. Có thể là Duy chỉ cần nói là em thấy cái động tác không có dứt khoát là coi như là đứng lắc đầu liên tục anh. Em thì em không có suy nghĩ là bạn sẽ là tím đâu. Em chỉ đang hơi lo đánh đấm nhẹ nhàng thì nhiều khi lại bế bạn nữ hơi khó khăn thôi. Không, nhưng mà Duyên, em có quyền được chọn cái màu tím. Bây giờ mình bỏ qua cái vụ tennis đi. Thế mạnh của bạn này là thời trang. Đúng. Rất hợp với Nhi đúng không? Nhi cũng đang làm về thời trang. Trước tiên mình đã thấy có một điểm chung rồi. Vậy em muốn tạo cơ hội cho bạn này. Em thì em rất muốn. Màu của em là? Em quyết đoán với màu xanh độc thân nha. Ok. Will. Ha. Thì theo Will, với cái cặp lông mày bén ngót như vậy thì là một người rất là mạnh mẽ nha, rất bén. Lông mày của em có vẻ bén hơn Will à. Nè, lên ngó giùm năng người ta thiên nhiên. Có em thì vẻ đậm hơn của bà chút xíu. Will nha. Ừ. Thì với cái gương mặt của trai phố cổ thế này thì rất là dễ làm điêu đứng bao cô nàng. Nên anh cũng đang hơi lo, không biết là với một cái người mà dễ thu hút phái nữ như vậy á thì có hợp với em hay không. Nhưng khi mà anh quan sát cái động tác cầm ly của em, cái ngón út của em nó khá là gồng. Một là mình cứng thiệt, hai là mình đang cố không cho nó vươn ra. Không cho nó vươn ra? Đúng vậy. Nó có những cái nó sẽ có xu hướng vươn ra. Đúng. Nhưng hiện tại cái xu hướng tím á thì nó chưa quá rõ, tại vì sao? Mình chưa có tiếp xúc với nhau nhiều. Ok. Mình sẽ chọn độc thân cho em trước thôi. Ok, xin mời chị Hàn.
chị thì chị thích bạn này đấy. Bạn này dễ thương này, có một cái nét đàn ông tự tin. Và một cái chuyện nữa chị cũng lo nữa là cao giáo như này này, trông dễ thương như này này, thì chị nghĩ là khó mà đã có chủ với cậu này. Có thể là cậu ấy cũng không có xác định được là có nhiều bạn gái hay là có một bạn gái hay ba bạn gái. Giai phố cổ mà cái mã như này, trời ơi. Có nhiều sự lựa chọn. Cho nên là chị đang tìm đây cho em gái của chị một người có một sự nghiêm túc nhất định. Thì em trả lời đi, em có hay không? Có hay không? Được trả lời. Tôi đề nghị các cố vấn không được tấn công tâm lý người chơi của chúng tôi. Xin hãy phán đoán dựa vào ý kiến riêng của các bạn ạ. Ok ok, độc thân. Hiện nay là độc thân. Duyên, trước khi mà Duyên dơ bảng thì bạn có thể đứng lại một cái dáng cho nó man hơn được không? Đó, rồi, là mặt ngầu ngầu nào. Đấy, đứng như này là có phải đàn ông đích thực không nè? Xanh khúc khích cho bạn nữ ạ. Rồi, khán giả xin mời. Wow, tới 75% độc thân hả? Triển vọng. Hình như gu trai Hà Nội là của các bạn phải không? Ok, chúng ta đến với anh chàng số 2. Hi em, anh là Dylan. Và anh là một ông bố đơn thân. Oh, wow. Oh. Wow. Không không, em đừng hiểu nhầm nha. Buko, mình tên là Buko, con trai anh. Chào cô chú đi con. Rồi. Hiện tại anh đang sở hữu một phòng tập rèn luyện thể chất và sức khỏe tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra anh còn là một personal coaching. Bên cạnh chú trọng đến luyện tập thể hình thì dinh dưỡng và sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của anh. Nên là nếu em muốn có một mối quan hệ healthy thì hãy nhấc máy lên và call me. Đọc phá, đưa lên yêu dấu. Anh sẽ xuất hiện dù ở bất kỳ đâu. Anh thích được tự do vẫy vùng trên bầu trời. Và sẽ thật tuyệt vời nếu có được lời mời hạ cánh nơi tim em. Anh không thích gian gian dưới dưới mập mờ. Bên trong những nơi thiếu sáng, anh hy vọng sẽ không thiếu em. Chết rồi. Mùa mưa đang đến rồi, dự báo thời tiết hôm nay cho hay anh sẽ có được em. Vậy nên anh tin tưởng nhà em một việc, hãy kết thúc sự độc thân của anh đi, là mẹ của Buko nha. Ôi đẹp lắm đây trai. Coi sao bị ngọt thở nè. Trời ơi, Dylan giống như là gà ta chạy bộ đó các anh chị. Gà này đông tảo anh ạ. Đúng rồi. Chân to lắm ạ. Không biết là mọi thứ đều to hay không, nhưng cái gì cần to nó sẽ to em ạ. Nhất là bờ vai nơi em dựa vào. Chị Hàn thấy sao ạ? Chị nghi ngờ. Điều gì? Trong cái video này thấy một sự trau chuốt rất là nhiều. Cái đoạn tựa vào đúng không? Nói chung là những đoạn tựa vào, đoạn nấu nướng rồi ôm chú chó. Nói chung là một người đàn ông rất là hoàn hảo. Nhưng mà màu gì thì chị đang suy nghĩ. Chị phải để ý cái đoạn hắc đèn màu tím nhá. À đúng rồi, đúng rồi. Ừ, biết đâu đó là một cái hint của biên tập. Em chắc chắn là bạn này không thể nào là tím được. Thế à? Khi mà em xem clip của bạn này là em đã có thể dơ bảng rồi. Tại vì trong cái màu xanh đó rồi có cái màu tím đó, giữa cái màu tím nó có một cái màu đo đỏ. Thế màu à? Đo đỏ đây là gì? Gì? Đó là chính gì? Là màu đã có chủ. Ồ thế à? Góc nào mà em nghĩ là màu đỏ? Một người đàn ông rất là tự tin. Ừ. Có một cái sự ổn định ở trong đấy. Có chó. Có chó. Em chó đấy nhìn rất là bụ bấm đáng yêu rồi. Chắc chắn là hai người cho ăn, không phải một người cho ăn ạ. Thông minh. Bếp núc rất là sạch sẽ, gọn gàng. Thì quay phim không lẽ lại bẩn thỉu. Thôi chị cứ phản đối em đi nhờ. Nhưng mà cái lý luận của Duyên đang rất là hợp lý. Nhiều khi đi tập gym thường xuyên như vậy thì con chó phải rất ốm. Tại sao con chó nó lại tròn như vậy? Biết đâu là ở nhà phải có người cho ăn. Đúng rồi, đúng hai không? Người cho ăn. Đừng nói với tôi là cô giúp việc. Không, chị nghi lắm, chị nói thật. Chồng chị cũng đi du thuyền rồi không nằm ra như em đâu. Chị nghi lắm.
Nằm rất là điệu đà. Không, là vì chồng chị không có 6 múi nhiều thế, làm sao không nằm được. Thật ra là trong cuộc chiến này nha, là em hơi thiên về phía của chị Hà. Em đang hơi phân vân hai cái bản này. Có phải Minh Triệu nghi ngờ từ lúc mà bước đi vuốt tóc không? Không, trước đấy không, cơ. Trước đó nữa hả? Cái tựa vào, anh bảo cái tựa vào mà. Mình hiểu là những người tập gym họ chăm chút rất là kỹ lưỡng cái body của họ, cho nên là mọi người thường hay dễ bị lầm giữa màu tím và có chủ. Có thể là các bạn tập gym thường thường là do mình thấy cái khung của các bạn bị to quá, nên khi các bạn làm những cái hành động uốn éo vuốt tóc mình nhìn nó không có quen mắt. Và không phải là lỗi của bạn mà lỗi do biên tập xem quá 190 phút online. Chính xác. Nhiều khi đã quay được rồi không, bà biểu em phải thế này thế này thế này cơ. Đó là cái gu của bả. Làm một hồi nhỏ mỏi thì cái đoạn A đó bị ghi hình lại để lừa đảo ở đây. Nhưng mà bạn này á, là rất là yêu bản thân nha. Đúng. Để ý là khi mà phát video clip là bạn chủ động bạn quay là bạn nhìn. Tức là bạn muốn xem thử là ở trên video clip là mọi thứ xuất hiện như thế nào. Em lại không nghĩ là bạn này có chủ. Cuộc sống của bạn á, trải nghiệm rất nhiều. Với những người mà ta có chủ á, thường là người ta sẽ không có nhiều cơ hội để trải nghiệm cái chuyện này chuyện kia. Vậy xanh hay tím? Chốt nè. Chốt đi. Tạm thời thì vẫn là xanh khúc khích ạ. Xanh khúc khích. Còn em thì em nghĩ á, là bạn thích đi du ngoạn, thích mạo hiểm, thích khám phá. Thì bạn nữ của chúng ta hồi trước là đến với người cũ là vì cảm thấy bình yên. Thì vì tại sao mình không thử những cái trải nghiệm mới? Nên là anh chọn xanh. Ok. Yeah, anh màu gì? À, đấy, em bớt dựa lại em nha. Lần sau dựa bớt, bớt ẹo lại. Màu tím đó nha. Ok, thế khán giả nghĩ gì ạ? Vâng, đa số mọi người đều thấy độc thân. Đã có chủ chỉ có 8%, có vẻ ý kiến của Kỳ Duyên bị bỏ xó. 31% LGBT là khá nhiều so với một người đàn ông nha. Ok, chúng ta đến với anh chàng số 3. Chào em đừng lựa chọn nhiều. Hãy trao hoa cho anh. Bởi vì anh không thích lòng vòng. Anh là người chơi hệ yêu thật lòng. Có thể lần đầu gặp nhau nên đối với em, anh còn bí ẩn. Nhưng yên tâm, vì em, anh sẽ tự vạch trần. Em thích trà chanh hay trà sữa? Thật tiếc anh chỉ có thể đưa em đi cà phê thôi. Anh là shareholder của một quán bar tại Hà Nội. Tiếp xúc với đồ uống có cồn là công việc của anh hàng ngày. Nhưng tiếp xúc với một cô gái ngọt ngào như em thì mới làm anh say. Anh hết mình với công việc, nhưng anh vẫn cần yêu và được yêu. Anh không chắc sẽ cho em mọi thứ em cần, nhưng sẽ luôn đủ gần để em cần là sẽ có. Xin nữa thì quên, tên anh là Tiệp, họ Nguyễn. Còn tên đệm của anh thì tối nay em sẽ biết. Chọn anh, em nhé. Rồi, bad boy. Bad boy. Em còn thích bad boy không nhỉ? Em sợ hơi nguy hiểm chị ạ. Này, không có gì phải sợ cả, hiểu không? Cứ yêu rồi chia tay cũng được, không sao cả. Cứ đau khổ thêm một lần thì sẽ lớn thôi. Thế nha, bình thường em nhá, thoải mái đi nào. Mọi người thì nghĩ sao nhỉ? Đèn hơi mờ đấy. Em thì chú ý nhất là cái dáng mà tựa trên ghế sofa thôi. Lại là cái tựa vào. Bạn này thì cũng có sự nghiệp nè, cũng thành đạt rồi. Và có vẻ như cũng là một cái người rất là yêu bản thân, cũng trau chuốt. Đối với Biu nghĩ là bạn ấy là một người biết kiếm tiền và sử dụng đồng tiền đó phục vụ cho cái sự là hưởng thụ của mình. Nhưng cái mà Biu rất là sợ cho bạn nữ chính là gì? Buổi sáng ngồi sofa kiểu dậy, buổi tối ngồi sofa lấy cái tay vuốt ấy. Em sẽ ngồi bên anh. Thường thường con trai thật sự á, không có ai mà ngồi trong bar club uống rượu mà chị xuống cái ghế. Là hơi cố chứng tỏ đúng không? Đúng rồi. Anh thấy có cái đá mắt, có một cái tắc cho cái màu liền cưng, tỏ thái độ liền cho anh. Tím Thủy Chung mạnh dạn nè, mới chút chút hơi đừng giận nha. Ok, màu tím. Minh Triệu, màu gì? Em chốt vòng này thôi nhá. À, vòng sau khá hơn thì đổi màu.
Cái này là lỗi do cái sofa em nhá. Tự nhiên cái dáng nó hơi tụ, hơi trượt, cho nên là nó mới ra cái bảng này. Xin lưu ý bớt tựa lại để đỡ lộ hơn. Duy Duyên, ôi sao em lại có vẻ lại khác mọi người nhở. Bạn này thứ nhất là trai Bắc, mà thường á, trai Bắc thì sẽ hơi điệu đà một xíu, có một cái phàm phất màu tím gì đấy. Nhưng mà thực sự là các bạn ý sẽ là đàn ông. Xong rồi cái nghề nghiệp của bạn này cũng sẽ là những cái fancy. Thì đôi khi bạn ấy buộc sẽ phải điệu đà trải chuốt một chút xíu để mà có thể phù hợp với cái nghề nghiệp của bạn. Em nghĩ bạn này là đàn ông nha. Xanh hay là đỏ nào? Ban đêm mà đi ngồi vào cái ghế tựa kiểu đấy thì đã có chủ chưa? Cái ánh mắt đấy thì có vẻ là chưa có chủ đâu anh ạ. Ánh mắt đấy là vẫn đang tìm kiếm xung quanh giáo xem giác. Là có đối tượng nào đấy hay không. Nghe xúc động, khóc khóc ấy. Có người bay nghe hiểu không? Ok, độc thân ạ. Đây, nghe chị tôi phân tích nè. Chị nghĩ rằng là cái sự nhẹ nhàng trong cái giọng nói của em nó không thể hiện cái việc là em có nam tính hay là không. Bạn ấy nói bạn là shareholder, cổ phần, nên chưa chắc là bạn ấy đã phải involve vào cái nightlife đấy mỗi đêm. Cho nên là cái đời sống đôi khi nó cũng sẽ thú vị. Nhưng mà nhìn chung là những cái người làm business thì sẽ rất là bận rộn. Buổi tối anh phải đi đối tác, phải uống một chút rượu. Và cô này thích sự an toàn thì chị nghĩ rằng là gu cậu này có thể là sẽ không mang lại cho em sự an toàn lắm. Thế là màu gì ạ? Chị nghĩ là độc thân. Vẫn là xanh nha, nhưng mà có hợp hay không thì tính sau nhá. Tính sau, tính sau. Ok, xin mời quý vị khán giả. Wow, sao đã có chủ nhiều đã quá vậy? Chủ rất nhiều. LGBT 2% là hai đứa mình á. Là mình á. Hai đứa luôn đó. Hay thiệt nha. Ok, chúng ta hãy cùng đến với anh chàng số 4. Ôi trời ơi. Chào em, anh là Hoàng Dương. Hiện tại anh đang kinh doanh cũng như hỗ trợ gia đình trong việc đầu tư cao ốc và bất động sản nghỉ dưỡng. Wow. Em biết đấy, đối với những người làm kinh tế như anh, mọi thứ bỏ ra đều phải thu hồi cả vốn lẫn lãi. Duy nhất chỉ có em, anh chấp nhận lỗ vốn để lãi được em về nhà. Sau công việc, anh có một thú vui, đó là chơi golf. Làm sao để đánh được quả bóng nhỏ và một lỗ còn nhỏ hơn bằng thứ vũ khí này, đó là cuộc chiến với anh và sân golf 18 lỗ. Tình yêu cũng tương tự như vậy, một mình đối lại các tình địch khác, nhưng anh tự tin vào chính bản thân mình. Người ta thường đánh giá anh qua ba chữ: nhìn là biết. Giá trị của đồng tiền có thể nằm ở cách tiêu, nhưng giá trị của anh nằm ở cách mà anh yêu một người. Hãy cho anh cơ hội làm quen em nhé. Lên coi liền, phải coi cái đồng hồ nó hiểu gì mới được. Không đeo đồng hồ thức khoan. You look at the car, it's a Maybach. And the watch is maybe a Patek Philippe. And yeah, he has the house. He won the house, he có cái nhà. Chị thấy biểu cảm của bạn này là đã quá mệt mỏi với tinh thần. Thiệt. Thật sự là đối với bạn đứng ở đây mà phải xem video bị đánh giá nó rất là tốn thời gian. Cho nên là đồng ý thì là theo anh về nhà. Cái nhân vật này ghê quá. Đây nè, đây mới là bad boy nè. Cái ông số 3 không có bad boy đâu. Ông chỉ chui vô buổi tối, ông ngồi ngồi cái buồn ngủ là đi về ha. Chứ không uống được ly nào đâu. Cái ông này mới bad boy nè. Nếu mà nói về ra trường thì đây mới là, đây này, đây này. Không, chị thấy bạn ấy và bạn ấy có một cái sự hiện đại đấy. Nhưng có một chút, em nghĩ cái người mà có một cái gì đó trong tay, người ta thường tự tin hơn những người còn lại. Với lại là hơn nữa là em mới chia sẻ là cái bạn cũ thì là bạn rất là tự ti với cái thành công, đúng không? Còn ví dụ bạn ấy mà quen với một người đã thành công rồi thì người đấy sẽ chỉ trải đường cho em tỏa sáng, sẽ tự hào vì có một người bạn gái xinh đẹp thành công. Trời manh thế phiệt đấy. Nem công chào phượng đấy. Nhà mà cái ông này mà ngon lành vậy, có ai để yên không? Trong đầu em đã loát ra ngay một câu chuyện. Ô, có story luôn à? Bắt đầu học cấp 3, lớp 10 là bố mẹ gửi sang Anh Quốc. Du học là sẽ có một bạn gái ở Việt Nam đi cùng. Đấy, để xong rồi là sang bên đấy là hai bạn cùng học với nhau, cùng phấn đấu với nhau. Đó, em nghĩ là có bạn gái rồi. Tiểu thuyết mẫu luôn phải không? Thường sẽ là như vậy.
mới chỉ là kỳ duyên nghĩ thôi anh, chưa phải sự thật. Xin quý vị khán giả hãy trở lại với thực tại của chúng tôi. Vâng, đó chỉ là những suy luận của cố vấn kỳ duyên à, tại vì cô ta đã thấy những cái tiểu thuyết mẫu như thế nhiều nơi. Không sao, bạn có quyền đưa ý kiến riêng của bạn. Màu gì ạ? À? Màu đỏ. Dễ gì mà ngồi yên được. Mặc dù là nhìn mặt bạn ấy rất là trẻ, nhưng mà bạn ấy có một cái gì đó rất là tự tin. Rất là Asian rich kid. Minh Triều, màu gì? Nãy giờ bạn đứng ở đây á, bạn đang thiếu kiên nhẫn ấy. Nãy giờ là một mình bạn là chỉ có đứng sờ tay túi quần thôi. Có thể là bạn tới đây không phải là để tìm nữ chính. Ở nhà mình đã có một nữ chính rồi. Đã có một nữ chính, bé sợ mất. Bé biểu anh ơi đi lên trên đó để nói rằng anh màu đỏ để tắt bớt vệ tinh đi. Thì thằng bé nó cũng nghe lời rồi nó đứng kiểu nó lẹ đi mấy ông nội ơi, trời mệt quá, kêu nó đi về được có bao nhiêu việc phải lo nhà bao việc. Chứ sau thì cũng đi về mà nói lâu quá. Vậy thì mau. Em sẽ chọn màu đỏ cho bạn ở vòng này. Em thì có một cái suy nghĩ thoáng qua là bạn ấy là một rich kid đi. Thì những người đã xuất phát điểm nó quá tốt rồi á, thì đôi khi họ sẽ muốn có một người phụ nữ bình dị, yêu anh ta một cách nhẹ nhàng, chân thành. Anh ta lội ngược dòng với dòng họ mình. Thật ra là nhìn bạn này với cái biểu cảm, cách nói chuyện như vậy á, thì với em cũng sẽ hơi dừng lại một nhịp. Hơi đề phòng. Hơi đề phòng lại một tí. Nên nghĩ là cái khả năng để bạn ấy thu hút con gái tiếp xúc nó khó lắm. Ok. Nên là em nghĩ là em sẽ chọn độc thân cho bạn. Yihan nghĩ sao ạ? Chị nghĩ rằng là chúng mình có rất là nhiều định kiến, rất là nhiều giả dụ về đời sống của bạn ấy. Nhưng mà mọi người ở đây không hề biết gì về em cả. Cho nên là đối với một con người thú vị thì chị rất là muốn tìm hiểu để xem em gái của chị liệu có phù hợp hay không. Thế cho nên là chị sẽ chọn cho đến thời điểm này là độc thân. Kiểu gì cũng phải thử đúng không ạ? Yeah. Đây là một món ăn được nằm trong cái dạng must try. Thí dụ mình có sợ nấm truffle cũng phải hửi có nó mùi gì cái đó. Ok. Mời quý vị. Độc thân, trời ơi, niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái. Cái này là các cô gái muốn được độc thân. Minh Triệu ơi, 88% đó là dành cho chiếc Maybach. Wow. Ok, chúng ta gạt bỏ câu chuyện của nấm truffle. Kế bên có một cái nấm đông cô rất là chân thành. Hãy xem anh ta lại. Cái gì vậy? Súng đạn gì ở đây? Trời ơi. Trời ơi. Wow. Chào em, anh là Việt Anh. Anh đang là thạc sĩ và là chuyên viên tư vấn môi trường tại Hà Nội. Wow. Anh sẽ chỉ cho em những cách để bảo vệ môi trường nhé. Một, muốn giảm khói bụi, hãy ngồi sau lưng anh. Cưỡi ngựa bắn cung. Hai, tiết kiệm nước bằng cách hai đứa mình tắm. Thôi, tí nữa anh sẽ nói sau với em. Công việc của anh đòi hỏi sự thân thiện với môi trường. Còn bây giờ, anh muốn từ trường với môi em. Cứ như là Mirinda, anh ngon xoắn lưỡi. Chơi Rubik cũng giống như học cách yêu, luôn bắt đầu bằng việc xáo trộn. I've got this weird feeling that makes me feel out of the game and out of my mind. Và hãy để anh giúp em xoay, lật cho đúng trật tự nhé. Em à, 9 trừ 7 thì bằng 2, không ai thích hợp bằng 2 chúng mình. Em xanh, anh xanh, nên là em hãy chọn anh em nhé. Sao thế nhở? Tự nhiên thấy quá hot. Bạn này bước ra chị thấy có thiện cảm này. Thấy có một cái sự hồn hậu và chân chất từ em. Đúng rồi. Em là you are who you are. Khi mà mọi người nhìn thấy bạn á, mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Ừ. Không có phải đắn đo suy nghĩ bạn là ai á. Đã bảo là nắm đông cô mà, hiền lành lắm. Bạn này coi trên clip lại có một cái nét rất là nghịch ngợm nha. Kiểu là đáng yêu ấy. Em nghĩ nha, nếu như mà tiếp xúc với bạn này càng lâu á, mình sẽ càng phát hiện ra nhiều cái sự thú vị ở bạn này. Cái dạng này là dạng để thương nè. Đúng. Mưa dầm thấm đất đó là đây nè. Nhưng mà cái dòng mưa dầm thấm đất thì chắc cũng có nhiều mưa nó đổ ào xuống đất, các bạn hiểu không? Cho nên cũng cẩn thận một chút nha, cái dạng này dễ làm cho người ta yêu đó. Thôi nhưng mà bạn này quá dễ thương và em rất muốn để cho Nhi có cơ hội. Cũng phải must try chứ nhờ. Chị nhìn cái biểu cảm của bạn này, bạn đứng ngồi không yên liền à. Ừ, con bé nãy giờ.
Em chọn luôn, em chốt luôn. Nãy giờ thấy hai con chó bên kia không nhúc nhích, thấy con ngựa là định nhổm dậy rồi. Tôi thấy em thấy là những cái cảm nhận của mọi người á về bạn này rất là đúng, trai anh nó rất là đúng. Tại vì Việt Anh em có biết được trước rồi. Ồ, em biết Việt em Anh có à? Biết và khẳng định đây là đàn ông 100% nha. Nguồn năng lượng của Việt Anh rất là tích cực và Việt Anh rất là chân thành. Cảm xúc bạn ấy mang lại cho mình á rất là dễ chịu, nhưng mà nó sẽ không phải kiểu an toàn theo cái dạng là nhàm chán. Thú vị. Đúng rồi. Nhưng mà tính từ thời điểm mà Duyên biết bạn này là cách đây bao lâu rồi? Cũng lâu ạ. Và lúc đấy có bạn gái không? Không, lúc đấy không, lúc đấy với anh độc thân. Bao lâu rồi? Cho anh block 10 năm tôi xỉu nè. 6-7 năm nhà với anh. Ồ, không có 10 năm mà có 6-7 năm thôi. Cái mà em cảm nhận rõ nhất từ bạn này đó chính là cái sự chân thành. Anh hoàn toàn tin những gì Kỳ Duyên nói. Em cũng phải tin anh nói là 6-7 năm là đủ thời gian để người ta sinh con đẻ cái và rất nhiều thứ có thể xảy ra. Đúng rồi, đúng rồi. 6-7 năm tức là bạn này bao nhiêu tuổi em? Việt Anh hình như là bằng tuổi Duyên đúng không ta? Lớn hơn. Thôi thế thì chắc lấy vợ 27, rồi. 27-28 nhờ. Tuổi này mà không lấy vợ thì hơi hiếm đấy. Nhưng mà quá dễ không, thương. Em nghĩ là chưa lấy vợ. Mới vòng đầu thôi. Trời ơi. Thì mới vòng đầu thôi cho người ta cơ hội chứ. Đúng nhờ rồi. Chứ cái ông này dễ thương mà đưa ông về không được. Mọi người nhìn Nhi cười một cái này. Nhi cười này rồi Việt Anh cười này. Đó, hai bạn cười nhìn có một cái nét gì đó giống giống nhau nha. Kiểu là cái nguồn năng lượng của hai bạn này á nó rất là tương đồng. Ông này mà không có vợ là chắc là cũng là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Thôi cứ mọi người cứ đưa màu đi ạ, đưa màu trước giùm em đi ạ. Mình thử đi. Mình thử đi mọi người. Chị muốn thử nhưng mà có vợ rồi chị vẫn phải nói cái điều đấy. Chúng ta phải nhìn vào sự thật anh chị ơi. Học master này, dạ. Làm về môi trường này đấy. Yêu muôn thú này, cao lớn đẹp trai này. Nếu như mà không lấy thì bố mẹ bắt lấy, không thì nhà dâu cũng ép dâu, không thể nào thoát được. Chị thấy cái cách cưỡi ngựa thì giống ai ạ? Sơn Tinh chứ còn gì nữa. Em có ý kiến giống chị Hà Anh nha. Ở đây có thể suy nghĩ. Nhưng bạn này là không cần suy nghĩ. Bạn đó là một sự cân bằng nhất từ nãy tới giờ. Ừ. Từ tính cách cho tới công việc và cả cái gương mặt rất là thân thiện nữa. Nên không có lý do gì mà không có người phụ nữ nào đến với bạn cho em 6-7 năm từ khi Kỳ Duyên nói hết trơn á. Tôi vẫn giống như Minh Triệu, chúng ta phải hy vọng. Biết đâu anh ta cũng đã từng yêu và anh ta đã từng break. Bây giờ ta đến đây để tìm người yêu. Mình hãy hy vọng vào những điều tuyệt vời đi, trời ơi. Đây là người đàn ông yêu muôn thú. Khi có thú chúng ta yêu môi trường. Môi trường là của chung thưa các bạn. Nhưng mà anh có để ý cái hành động vỗ ngựa không? Vỗ ngựa thì xả sao? Khi mình mới yêu nhau, mình có thể rất là máu lửa chà, chà. Nhưng khi yêu lâu rồi, kiểu xoa xoa nhẹ xoa đầu, em yêu. Em vỗ vào cha cha, đó là khi người ta không phản ứng với em. Khi em vỗ vào con ngựa mà cha cha nó đạp một cái thì ngày mai em sẽ không còn thấy con ngựa nữa, em hiểu không? Kìa anh Will đổi rồi kìa. Hy vọng không đi. Sao, nhưng Will có quyền để màu đỏ của Will. Chúng ta ngồi như ruồi mũi nói gì nói, nhưng mà Mỹ Châu chọn. Mỹ Châu chọn hả? Xin lỗi Mỹ Châu nghe. Đây là Sơn Tinh, còn em là Linh Tinh thôi, em hiểu không? Thôi thì tại vì hoàn hảo quá nên đã có chỗ quen. Mỗi người một ý vậy cho nó vui. Quý vị định dạng Sơn Tinh giùm tôi. Tám mươi lăm phần trăm độc thân. Khán giả đã vì môi trường. Môi trường là của chung. Đúng vậy, môi trường là của chung. Bây giờ là phần của em. Mời em đứng dậy. Sát xuất Linh Nhi ơi. Các vị cố vấn, họ đã đưa ra những ý kiến rất thật. Em cũng đã được tham khảo rồi. Bây giờ em chọn cho anh một người em cảm thấy không phù hợp nhất. Anh ta sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Dạ vâng ạ. Trước hết thì em xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh đã dành thời gian để có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Nhưng mà bây giờ thì em xin phép không chọn anh. Một cái tên sẽ phải dừng lại sau quyết định của nữ chính. Liệu đó sẽ là chàng trai nào? Anh Trấn Thành không biết, cố vấn không biết, khán giả càng không biết. Vậy ai biết? Chỉ có nữ chính biết. Người ấy là ai? Mời em đứng dậy. Sát xuất Linh Nhi ơi. Các vị cố vấn, họ đã đưa ra những ý kiến rất thật. Em cũng đã được tham khảo rồi. Bây giờ em chọn cho anh một người em cảm thấy không phù hợp nhất. Anh ta sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Dạ vâng ạ. Trước hết thì em xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh đã dành thời gian để có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Nhưng mà bây giờ thì em xin phép
không chọn anh. Không chọn anh số 3 ạ. Xin bạn hãy chuẩn bị cho phần lộ diện. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Cảm ơn các bạn. Cho anh hỏi là vì sao lại là số 3? Bởi vì từ lúc mà anh ấy bước ra cho đến suốt khoảng thời gian anh đứng trên đấy thì em cảm thấy là em ấy là anh ấy không có nhiều không cái sự tương tác. Không có một cái chemistry nào đúng không? Đúng rồi ạ. Mà nếu mà em có ánh mắt từ anh ta đi thì những cái công việc và cuộc sống của anh ta có thực sự là một cái thứ mà em cảm thấy thoải mái không? Em là một người khá là truyền thống đấy ạ. Em nghĩ là em hơi sợ mạo hiểm một chút. Yeah, ok. Như anh này thì em nghĩ là anh ấy sẽ là độc thân hay đã có chủ hay là kiếm? Em nghĩ là anh này đã có chủ ạ. Thế còn các khách mời, cho tôi một cái tấm bảng trước khi anh ta trở lại. Anh nghĩ là độc thân. Hai tím, hai xanh và một đỏ. Mời bạn. Mấy câu punchline của em nghe mà chán chết. Hít thật bầu không khí thật căng tràn. Xuất hiện trên TV điều văn qua. Mang nhiều đây bộ anh thăm ngàn. Đưa cho tên đô la tài khoản bộ anh lên đến trăm ngàn. I want and only a lady wants me. I'm flying CD, you wanna be me. Sao nào VIP khi anh vào cuộc vui không tự khó cho đến khi mà anh tạm. Mọi nhân nhuyễn đánh giá thông thẳng. Cứ tin đi và hết vui chơi và không quọng phát chim. Sang chảnh cùng VZ lên Đà Lạt vì ngắm quang cảnh đang dậy. Chương trình quá nhiều cú twist. Như em khóc tự em lòng. Trong phụ người khác anh không quan trọng. Sao khu này mình thấy bắt đầu chính là mình ấy nhờ. In Hết chưa? Em là ai? Dạ vâng, em chào anh ạ. Em là Tiệp Nguyễn, em đến từ Hà Nội ạ. Em là màu đỏ, chốt chưa? Còn cái gì xuất hiện sau đó nữa không? Màu đỏ là màu của em ạ. Như vậy là em là dạng đỏ có hôn thú hay chưa? Em là đỏ nhưng mà chưa có hôn thú ạ. Đỏ còn tươi. Người yêu của em với em quen nhau được bao lâu rồi? Người yêu em và em quen nhau được 8 tháng rồi ạ. Và bạn ấy là một diễn viên ạ. Ok, thì bạn đó có cái vấn đề gì với công việc của em hiện tại không? Tại vì mình không phải nói là nó có vấn đề, nhưng mà những công việc như thế thì thường á là con gái sẽ hơi lo lắng. Đây cũng là một lý do em tới với chương trình ngày hôm nay ạ. Bạn gái em thì thường xuyên là lo âu về cái mối quan hệ này, bởi vì tính chất công việc cũng như cuộc sống của em nó khá phức tạp. Và bạn ấy sợ là em có những mối quan hệ ngoài luồng khác. Thì em muốn tới đây để chứng minh cho cô ấy thấy là em có thể nói với tất cả mọi người là em yêu cô ấy. Tuyệt vời. Cho bây giờ có cơ hội em nhìn vào cái máy quay. Anh nghĩ là bạn ấy sẽ xem đoạn này. Em nói gì em nói đi. Em đừng quá lo lắng nhé.
anh yêu em. Và anh có thể nói với tất cả mọi người rằng anh rất yêu em. Đúng là trai Hà Nội nhờ, đúng là trai Bắc đấy. Đơn giản mà ngọt ngào. Đây là công việc gần đây em mới đầu tư thôi hay là từ trước tới giờ là em thích kinh doanh theo cái kiểu loại hình như thế? Thực sự thì đây cũng là một công việc mà em mới bắt đầu thôi ạ. Trước đây thì em làm việc cho công ty của gia đình em. Nhưng mà sau đó thì em muốn tự lập trải nghiệm những cái mới. Và em quyết định là sang cái một cái ngành mới này, giải trí, khá là tự do. Em ơi, cho anh hỏi mấy cái vụ mà giặt gương cà vạt rồi mà ngồi là em thiệt không? Hay là chương trình bắt em? Cơ hội cho em đến chính nè. Thực ra thì bình thường thì con người em cũng như thế. Ôi, cũng dây nịch cà vạt rồi đó. Bình thường là em cũng hay là ngồi cái sofa là tụt tụt như vậy đúng không? Đa số mọi người quen biết em ấy đều nói là em có một cái màu tím ấy. Không, nhưng mà từ đầu chị đã nói là em là người nhẹ nhàng, có những cái sự trau chuốt. Nhưng mà đối với chị thì chị nhìn được cái sự nam tính của em. Và chị có một điều chị muốn nhờ em như thế này này. Em có thể nào cùng cả bạn gái của em rủ cô bé này đi ra ngoài chơi nhiều nhiều hơn được không? Tại vì cô bé này rất là hiền lành và e sợ nhiều thứ và hơi truyền thống quá. Để cho nó có những cái sự trải nghiệm đa dạng hơn. Và đến khi mà mình gặp được người đàn ông mà mình ưng ý, mình sẽ tự tin hơn về cái sự lựa chọn này. Đề nghị này hay đấy. Nhưng mà mọi người ơi, em như nhà mình là phải về trước 10 giờ đêm ạ. À không, đừng về trước 10 giờ đêm. Cinderella là 12 giờ, giờ chốt đơn là 12 giờ. Nếu như từ đây đến cuối chương trình mà bạn ấy có được một bạn nam như ý thì đến club của em chơi, thế là đúng không? Mình rất sẵn sàng mời tất cả mọi người ở trong chương trình cũng như là Nhi và bạn trai sắp tới club của mình chơi. Đấy. Yeah. Đây ạ. Cảm ơn em nhé. Rồi bây giờ cho bạn gái một câu nói gì, một lời chúc gì cũng được. Khi mà Tiệp ở phía bên trong cánh gà thì Tiệp cũng có nghe câu chuyện của bạn. Thì mình nghĩ là mình sẽ cho bạn một lời khuyên. Hãy cứ vui đời đi. Chúng ta sẽ ổn thôi. Sẽ gặp được một người yêu thương mình hết lòng. Một người sẽ muốn vì mình mà làm tất cả. Dạ vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tôi thích câu nói của bạn. Chúng ta sẽ ổn thôi. Thật sự mà, chúng ta rồi đều sẽ ổn thôi em ạ. Ok, cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Thank you. Em chào mọi người. Và bây giờ chúng ta nên nghỉ giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn đang trở lại với Người Ấy Là Ai. Đây là vòng 2 thưa quý vị. Trên sân khấu chúng tôi đã set up 4 bộ suite rất đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ nhỏ, gọi là đuổi hình bắt chữ vậy thôi. Chúng tôi sẽ đưa cái từ khóa đó cho các bạn đọc và các bạn diễn tả bằng hình thể, không phát ra âm thanh. What? Như vậy có nghĩa là các bạn phải diễn tả rất là nhiệt tình để người ta hiểu được cái cụm từ đó là gì, để người ta đọc ra. Các bạn hãy nhúc nhích nhiều nhất có thể để chúng tôi được thấy biên độ dao động của các bạn, để nó lòi ra những cái cần lòi. Ok, và bây giờ Will là đàn ông thử trước một cái cho chị em họ hiểu luật chơi nè. Thử trước à? Thử trước nè. Em chọn giùm anh một chàng trai mà em cảm thấy em muốn cùng chơi với nè. Em thích mấy cái gì to to nè. Đó. Bí ẩn thì phải khám phá trước chứ. Em trai chọn bộ vest thứ mấy? Số 4. Nói trước là tôi hay nghĩ bài lắm đó. Chủ đề là tên bài hát. Chủ đề là tên bài hát. Chữ đầu tiên. Hai từ. Từ đầu tiên. Ừ. I love you hả? Không phải. Mái nhà. Bây giờ mình lại từ đầu nha. Từ đầu tiên ha. Từ đầu tiên ha. Từ đầu tiên là như vậy. Không hả? Không rồi. Từ thứ hai nè. Ngó qua coi không khí hả? Đó. Không gì. Dễ quá mà Will, diễn tả vậy không hiểu hả Will? Thì bè. Nè. Thì sao? Không bằng ông nội, không bằng. Trời đứng ơi. Cao không bằng. Trời ơi. Nó diễn tả như vậy đâu còn không hiểu. Em tưởng là cái gì không cao không. Trời ơi, có bài hát nào không cao không thấp?
đây là không thông minh. Tiếp nè, bài này biết nè, friend nè. Tiếp nha, mấy từ? 4 từ. Mình đi từ thứ tự nha. Từ đầu tiên. Không có giỡn nha. Không có giỡn nha. Gợi ý luôn nè, ca sĩ trẻ dạo này gần đây hát nè. Trái tim. Bây giờ là từ thứ mấy rồi? Từ thứ nhất, vẫn là từ nhất. Một hành động thôi. Trái tim. Đổi nhiều từ khác chứ có một từ làm sao người ta. Từ thứ hai. Đó, ừ, xuống diện với nữ chính thì người ta mới hiểu được. Đó, từ một, từ hai luôn nè. Nè, trời đất ơi. Phải ngồi xuống vậy nè. Được không? Được không? Làm thử coi. Rồi, núng niệu lên, núng niệu lên, núng niệu lên. Ừ, đó. Thì là gì? Vậy thì là gì? Thì là vậy. Cái đó là cái gì? Thưa quý vị, tôi gọi đây là những cái triệu chứng hậu Covid nha quý vị nha. Tôi nói thiệt nha. Dạ. Người ta đã làm tới như vậy rồi nó hỏi là cái gì tức thiệt. Bài gì vậy? Thích em. Ủa, bốn chữ. Bốn mà. Chữ tiếp đi, suy nghĩ nữa. Thích em hơi nhiều. Đó. Trời ơi. Tại vì chữ đầu bị như bạn chỉ em tưởng em. Thì cũng là em tưởng em thì nó là em. Không, em đâu có cần bạn thích em đâu. Tức thiệt chứ. Cãi cùn. Về đi, đi về. Ông này thiệt á. Ông khó đáng thiệt luôn nha mọi người. Không đáng được ổng đâu. Nè, em coi những người thông minh ta chơi nè. Mời Minh Triệu. Áp lực, áp lực. Anh Thần có thể giới thiệu lại cho bớt áp lực không nè? Anh sẽ giúp em. Ao bao giờ sẽ... Ok, em tin anh. Anh sẽ luôn luôn nâng đỡ người đẹp, em yên tâm. Chọn giùm anh một chàng trai xứng đáng. Chị chọn em. Trời ơi. Trời. Tại vì em nhìn chị đắm đứa nên chị chọn em. Số mấy? 1, 2, 3, 4. Số 1. Cố nha, cố nha. Cố nha. Chủ đề này là những cái từ TikToker hay xài. Những dạ cái từ rồi. Trending nha. Mình không phải TikToker sao ta? Hey, cái này có duyên nè, cái này là trend nè, trend TikTok nè. Ê! Ê, có duyên nè, có duyên nè. 3 từ. Đi. Cái gì? Nhìn đi. Đi à, nhìn sang trái. Nhìn sang trái. Thông minh. Thấy chưa? Em thấy chưa Will? Thông minh. Đây là không có hậu Covid. Anh đừng lẽ là làm cái quy chuẩn nữa anh à. Đây. Từ này có duyên nè. Gợi ý ba từ này là một câu cảm thán. Ra rồi nè. Đây, anh diễn tả nè. Kéo lên. Ngu. 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 Cái gì sao tự nhiên cái... Một câu cảm thán ba chữ. Sorry anh, ý là em đang nói chứ không phải là em đang nói anh. Em đang trả lời thôi. Anh bận đâu nha, anh bận đâu đấy. Là trời. Ô là trời. Yeah. Thầy quá, thầy quá anh Thành ơi. Em thấy người ta tập thể dục thường xuyên, người ta thông minh chưa? Máu nó lên não đều, em hiểu không? Bạn bớt trả lời đúng đi chịu ơi. Ơ chơi nữa đi. Chơi ghiền nữa không? Chơi ghiền. Xuân, đủ rồi, coi nhiêu đó thôi, coi nhiều lộ. Cảm ơn em. Chị bây không giờ... chơi đâu nha. Chị không biết TikTok với cả tụi em sẽ chơi cả chị... hot trend không? Có lẽ bị nó chửi là hậu Covid không? Ok, bây giờ Kỳ Duyên chơi đi. Vòng cuối thì Trấn Thành đoán giùm cho. Cố lên. Rồi, Duyên chọn anh nào? Việt Anh thì em có biết sơ sơ rồi. Chắc là chọn bạn Hoàng Dương nhỉ? Đó, ngon lành. Thấy cười lên thì trông ấm áp nè. Dương chọn vé số mấy? Vé số 3. Đây là chủ đề tên bài hát hot gần đây. Cái này dễ nè.
Có mấy từ em? 6 từ, rồi từ đầu tiên là gì nào? Không, từ đầu tiên là không. Từ thứ hai là không. Ok. Wow. Từ thứ ba, đang diễn tả gần đúng rồi đó. À, không tìm à? Gần đúng rồi đó, có không có tìm thì sao? Suy nghĩ coi. Bài hát này có phải của Eric không? Bậy à, giơ ngón tay thế bậy à. Không tìm. Ồ, thông minh. Có. À, có không giữ mất đừng tìm. Có không giữ mất đừng tìm. Thông minh. Hay quá em ơi. Cái này hay nè, bài này hot à. Ê. Hot luôn. Rồi mấy từ? 5 từ, ok, từ thứ nhất là gì? Người. À, từ thứ tư là người. Từ thứ tư là ai? Từ đầu tiên là ai? Rồi từ thứ hai là gì? Từ thứ hai đúng không? Giữ. Em diễn đạt vậy làm sao được? Em phải có một đối tượng để em diễn tả được cái tình yêu của em. Ôm anh ra đi. Nè, em phải như thế này. Hiểu không? Ai là người yêu em à? Rồi một ngày nào đó sẽ bỏ đi nè. 5 từ nè. Cô hát luôn. Rồi, rồi. Em biết cái bài này, em biết tên. Bình Minh ơi dậy chưa à? Đây. Thì nó là bài gì? Ai chung tình được mà ai? Đây. Rồi. Nói đây. Ui cái này hay này. Cái này đi. Mấy từ em, mấy từ? Hai từ. Ừ. À. Đây. Kìa, đang làm cái đấy, đúng đúng rồi đấy. Dễ thương kìa. Nhảy à? Lắc à? Quỳ xuống. Quỳ xuống mới đúng, quỳ xuống mới đúng. Lạy à? Này. Đang gần đấy đó, ừ. Đấy. Hai cho khỏe. Được chưa? Thôi. Cảm ơn Duyên, cảm ơn Duyên. Cảm ơn anh, cảm ơn em. Trời ơi, hay quá. Bạn này dễ thương bạn này. Không ai chung tình được mái ơi. Ra tới tư tới bạn. Giờ làm sao cho tôi hiểu nha ông nội. Đưa đây chị cầm cho, chị đi tìm cho. Ừ, chị An cho đưa bạn xem cũng đi. Cũng phải liên quan tí không phải bảo. Ráng cho anh hiểu nha cưng. Ừ. Em chọn cái nào? Dạ, bây giờ còn suýt số 2 thôi. Ok, đây là những câu nói trend nha. Hai từ. Rót nước. Cũng hậu Covid rồi. Nha, đang hậu Covid nha. Ly. Đổ nước. Rót nước. Đổ xăng. Châm dầu. Đổ dầu. Dùng bạn châm rượu. Will, cứu anh coi cái gì vậy? Ủa gì vậy? Đây. Hậu Covid mùa 1 ơi, giúp hậu Covid mùa 2 với. Hậu Covid hỏi nhau sao có đáp án được. Ok, anh Thành. Hai người yêu nhau. Hai người yêu nhau. Đúng, tự nhiên anh cơ bắp xen vào. Trà xanh. Yeah. Hay quá, cảm ơn chị anh. Hiểu liền. Hay quá Bách ơi. Anh mê em rồi Bách ơi. Theo nha. Ông nội trà xanh mà rót rót ông nội tôi chứ rót. Cái tướng trà sữa không? Ok, cái này hay nè, cái này hay nè. Ok. Mấy từ? Hai từ. Trend nha. Trend. Dễ nha. À, em. Đúng rồi. Trời ơi, nhờ kỳ duyên đó nè. Bây giờ mình mới hiểu chứ còn ông nội này cứ. Nó tưởng khôn thôi nè. Làm lại coi, làm giống kỳ duyên coi. Không có nghe. Đó, ừ đó. Vậy mà được ra. Cái nữa nha. Cái này nghe thấy nhiều này. Cái này dễ. Một. Nó chỉ nói là mấy từ thôi mà nó có phải suy nghĩ là một hay ba là sao. Bây giờ một là một, hai là hai, chứ là sao là một và tới ba được. Một từ. À, có nghĩa là một từ gồm ba phát âm. Yeah.
Cái gì? Anh Thành đang làm cái gì với khán giả? Đang cần sự gì? Sự. Trời ơi chết rồi, không có cập nhật giới trẻ là vậy nè. Chữ gì đây ạ? S. À, S-O-S. Kỳ Duyên nó thông minh, diễn tả tôi hiểu liền. Cảm ơn em, Duyên đã đủ rồi. Chúng ta cần nghỉ ngơi chị à. Em cũng hậu Covid nặng. Trời ơi, đúng là giới trẻ giao này nhiều cái từ mới quá, chúng tôi không cập nhật kịp. Thưa quý vị, sau khi chúng tôi chơi một trò chơi thể chất thì chúng ta cũng đánh giá được ít nhiều trình độ của các vị khách mời cố vấn ở đây, thậm chí cả tôi. Rất nhiều từ chúng ta cần phải cập nhật trong thời gian gần đây, không thể bỏ lỡ, tại vì cứ dừng lại là cuộc sống nó sẽ bỏ rơi mình thôi. Mọi người thấy là những di chuyển của anh ta có giúp cho mọi người thấy thêm được sự nam tính không ạ? Kỳ Duyên. Kỳ Duyên là vẫn còn đang ám ảnh cái động tác tennis hay sao? Ví dụ như là người ta chưa có được cái sự tự tin á, có thể là do hiệu ứng đám đông. Nhưng mà em thấy từ nãy đến giờ cũng mấy tiếng đồng hồ rồi mà cảm giác bạn vẫn kiểu như vậy. Như có một cái gì được phải gồng, phải che giấu đúng không? Cảm giác nó cứ không được tự nhiên ý. Thì em vẫn là màu... mặt mẹ lên à? Vẫn là màu tím. Ban nãy là em chơi cặp với bạn này, mà chơi vui quá nên em không có để ý. Mình bị nhập tâm vô cuộc chơi quá, mình quên mất là mình tới đây là mình để mình cố vấn chứ không phải mình để chơi. Không biết là mọi người ngồi dưới đây có phát hiện được cái gì không, nhưng mà lúc mà chơi với bạn á thì em thấy là bạn cũng nhiệt tình, chịu diễn tả từ nè, cũng là một cái bạn rất là vui vẻ hài hước ấy. Em thì em cũng chưa có thấy cái sắc tím như là Duyên. Em thì em vẫn muốn cho bạn này một cái màu xanh khuyến khích. Ok, màu xanh. Yeah. Will. Trong lúc mọi người chơi với bạn này á thì em cũng không tập trung lắm bởi vì em bị anh Thành trù dập quá. Em bị anh Thành trù dập quá. Nhưng mà không sao. Thực ra thì Will nhìn cái nét ngại ngùng của bạn á thì Will nghĩ chắc bạn không phải là màu tím đâu. Thấy cái bạn LGBT mà bạn của em á, đa số là những người rất cởi mở. Nó có hai dạng nha Will. Một dạng là cực kỳ cởi mở, một dạng là tổn thương sâu. Mà cái dòng tổn thương sâu đó luôn luôn bị mất tự tin trước đám đông. Nhóm nó nhiều lắm đấy. Nhưng đối với bạn này thì em nghĩ là bạn ấy vẫn trong tình trạng độc thân. Mời chị Hà. Chị thì thấy bạn khá là typical của một thằng thanh niên nam tính. Đúng kiểu hàng than, hàng buồm đúng không? Ừ, đúng kiểu Hà Nội. Nếu như mà có cơ hội mà để bạn ấy nói, chị nghĩ là bạn cũng là người nói giỏi. Chị có cảm tình với bạn ấy. Vẫn dành đúng chị không? Chị nghĩ rằng là một người khá là thú vị để em suy nghĩ. Cho nên là chị sẽ chọn xanh. Ok. Và xin mời quý vị khán giả. Đến vòng này có vẻ khán giả cũng đồng tình là 78%. Chúng ta đến với anh hậu duệ của anh Phạm Văn Mách ạ. Anh Dylan. Anh này cực kỳ khó luôn. Dylan cho Will hỏi là tại lúc đầu coi clip á, là thấy Dylan có hoạt động bên Singapore, nên không biết là bây giờ đang ở bên đấy hay là định cư ở Việt Nam rồi. Bây giờ em chỉ gật và lắc đầu thôi. Hiện nay em có làm việc ở Việt Nam không? Em có ở đây lâu không? Em có về lại Singapore không? Chưa biết. Ok, như vậy là có vẻ là ở đây lâu, vẫn quen được. Em có thể bay ra Hà Nội không? Để lập nghiệp nếu cần. Được hả? Ok. Chị không nghĩ vậy đâu. Vẫn nghĩ là bạn này là một sắc tím rực rỡ. Sắc tím rực rỡ hả? Rất là hấp dẫn. Chỉ có là em không thuộc về em gái nhà chị thôi. Thì nhìn những cái biểu cảm của em có những cái nó khá là tinh tế. Em không có cái sự ngọc nghịch lắm của tụi đàn ông. Của tụi đàn ông. Chị xin phép gọi thế bởi vì là... dễ thương, nghe nó dễ thương, gần gũi. Chồng chị cũng thế. Hoặc là em là một người rất là style-like. Chị nghĩ là nhiều khả năng em là một màu tím rực rỡ. Cái lúc mà em chơi với bạn ấy trên sân khấu á, những cái lúc mà bạn mà sai đi thì đàn ông ơi sai rồi, còn bạn là sai rồi, mình chuyển động tác mình thấy tức là một cái sự vấp váp mà kiểu nó hơi gục ngã, nghiêng ngã nhẹ kia mà đúng không? Đúng rồi, nên là em nghĩ là cũng có một chút tím ở đây. Xin lỗi bạn nha Dylan. Ok. Minh Triệu thì sao ạ? Vòng 1 là em vẫn giữa hai bản này.
Nhưng mà cuối cùng là em vẫn chọn bạn xanh để mình có thể có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn một tí xíu. Thế nhưng... Và tới vòng này thì chị nghĩ là chị sẽ chọn bạn tím. Ok. Thật ra là mình cũng biết là cái format của chương trình chắc chắn là sẽ có ít nhất một kiểu sắc tím. Kiểu gì cũng phải có một màu tím. Vâng. Em xuống đây em cũng tương tác với bạn nữ. Nhưng mà kiểu mình cũng không có thực sự mình thoải mái để mà mình diễn tả là ừ cái cụm từ là thích em hơi nhiều đi. Sao không nghĩ người ta có vợ ở nhà rồi, người ta không dám. Theo em nghĩ với những bạn mà nó sắc tím á, là những bạn sẽ có một cái sự tinh tế và nhạy cảm hơn những người bình thường. Cho nên là khi mà bạn tiếp xúc với một người mà kiểu là cũng không phải là thật sự thân quá với mình, thì cái việc để bạn diễn thì nhiều khi nó cũng sẽ khó cho bạn. Và em nghĩ là bạn thuộc tuyết người như vậy. Duyên thì sao? Tại vì thực ra là em cũng là một người mà tập gym nhiều á, và em cũng đã tiếp xúc khá là nhiều với cả PT rồi. Và thường những người PT mà người ta kiểu tập muscle mà cục nào ra cục đấy anh, thì đôi khi người ta sẽ có những cái nó hơi bị cứng một xíu á. Em có thể hiểu được lý do vì sao bạn ấy có những cái nó không tự nhiên. Nhưng mà đối với bạn này thì em vẫn giữ quan điểm ngay từ đầu của em là bạn này là một người đã có chủ. Thật ra là để một người đàn ông mà có thể tự mở cho mình một cái cơ sở kinh doanh như vậy thì bạn ấy cũng là một người cũng có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Mà em nhìn ở trong clip thì cái cơ sở của bạn ấy cũng khá là to. Và để kinh doanh như vậy ở một nơi thì thường người ta đã ổn định rồi. Chị nghĩ là Duyên nên đổi nghề viết tiểu thuyết. Rất là nhiều các mà tình huống. Câu chuyện rất rõ ràng, rất là nha. Ly kỳ, mạch rõ ràng. Lạc và y như một cuốn phim. Có sẵn một con chó ở nhà cần có người chăm sóc có luôn. Con chó lại béo mượt. Đấy. Bếp thì sạch sẽ. Đó là ý kiến của Duyên. Còn của quý vị thì sao ạ? Wow. Hiện nay là hai team xanh tím đang đấu nhau nha quý vị. Dạ vâng. Anh chàng số 3, anh này phải men thôi. Chị rất là vui khi mà em có cái vòng vừa rồi để được thể hiện ý. Từ đầu em chỉ đứng yên là mọi người bảo em cảm thấy thoải mái. Thì cái vòng vừa rồi em thực sự em rất là tỏa sáng. Từ cái hành động của em nó rất là hấp dẫn mà thấy sự thông minh, có style, rất là biết cách đưa qua đẩy lại. Qua cái vòng vừa rồi chị thấy em là một chàng trai rất là hấp dẫn. Em là người mà được tiếp xúc rất là gần với cả bạn Dương này thì lúc đầu là em có dơ bảng là đã có chủ. Nhưng mà tiếp xúc với bạn ý nhiều hơn thì mình thấy là bạn này có một cái năng lượng gì đấy nó cute pho mai que. Đúng rồi, nó khá là thu hút kiểu là người khác giới ấy. Thường những cái người mà nếu mà đã có chủ rồi thì cá nhân mình thì mình cũng sẽ không có thấy được cái nguồn năng lượng đó. Nên là em vẫn muốn là dành một cơ hội cho Dương với cả là bạn Nhi. Còn Will thì Will nghĩ như vậy. Khi mà mình bước lên một sân khấu mới, một cái trò chơi mới, mình không biết hề một cái nội dung trò chơi như thế nào, thì đa số là như bạn số 1 sẽ hơi rụt rè một tí. Nhưng với bạn thì rất tự tin và chủ động. Đối với Will, Will nghĩ là trong chuyện tình cảm, nếu như bạn nữ chính thích một người con trai chủ động về mọi thứ trong tình yêu thì bạn này sẽ là rất phù hợp. Nên là anh nghĩ anh sẽ chọn là độc thân. Hãy nhớ về cái đoạn gieo quẻ. Minh Triệu, thực sự là đúng là qua cái phần chơi vừa rồi chị đánh giá rất là cao em luôn á. Đó là tự nhiên mình cảm nhận ở cái bạn này á, rất là thông minh, lanh lợi. Người đàn ông thông minh. Ra động tác nào là đúng y động tác đấy. Có chính kiến. Có thể là vì cái công việc bạn đang làm á, nó giúp cho bạn có được cái chính kiến rõ ràng trong cuộc sống. Cũng như là cái việc đó sẽ ảnh hưởng tới cái cách bạn chơi game luôn. Đang nghiệm lại cô có đúng không á. Nhưng mà cái đó là một cái mà rất được. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng hơi sợ anh Thành. Chính kiến quá đúng không? Tự là không phải là sợ vì bạn chính kiến, mà vì bạn quá tuyệt vời. Có nghĩa là nhiều khi nhân vật này là giống như theo kiểu Minh Triệu nói đây là too good to be true. Tức là với người đàn ông á, người ta đã trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống rồi. Nó người ta cũng có thành công rồi. Hết rồi. Và người ta cũng có chủ luôn rồi. Chứ gì nữa. Không, chị nghĩ là bạn này là một bạn trẻ, nhưng mà bạn ấy khá là serious. Từ cái chơi, từ cái đứng, từ cái nghe, kiểu hơi giống chị, kiểu nghiêm túc. Nên mọi người cứ kiểu giỡn, mình cũng không biết cách giỡn theo ấy. Thế chị thấy tính em là kiểu như thế mà chị thích cái tính như thế, người nghiêm túc. Không, nghiêm túc không hề xấu em ơi. Chị thấy đàn ông nghiêm túc chị bảo giống chị mà, tốt mà. Nhưng mà giống chị nghĩa là có chủ rồi đó. À không không, cái chuyện đấy không quan trọng. Ôi sao mọi người hay bị một cái kiểu là nếu mà ai đó quá hoàn hảo sẽ có chủ ta. Nhiều khi người ta đang trong quá trình người ta phấn đấu để trở thành phiên bản tốt nhất. Và chính vì người ta tốt cho nên nhu cầu về tình yêu người ta rất là cao. Nên người ta phải lựa chọn đúng thì người ta mới đến. Ví dụ vậy, thì hôm nay là nhiều khi đang muốn được đến với chương trình để tìm một cơ hội mới thì sao?
Họ có niềm tin lên em. Bạn còn trẻ mà. Đâu, đâu có ai bắt là bạn sẽ có vợ đâu. Nhiều khi người ta có bạn gái thôi. Có bồ đó em. Ở đây thì chắc là em vẫn sẽ giữ chính kiến của em. Là em sẽ chọn màu đỏ. Ây chà. Chị không, chị màu xanh. Ôn màu xanh trẻ nha chị Hán, màu đỏ xanh. Đỏ thì cũng là đỏ lợt. Đỏ lợt. Đúng, đây là chị... đỏ lợt đúng không? Đỏ lợt. Đỏ này là có thể pha lại được. Ừ, chị sẽ pha lại. Ok, đây chỉ là ánh cam thôi. Ok, cam và xanh thì nó gần lắm. Vâng, khán giả nghĩ sao ạ? Wow, thơm ngon vừa miệng, 73%. Chúng ta đến với anh bạn cách đây một thập kỷ của Kỳ Duyên. Tính từ lúc bạn chơi cho đến bây giờ thì em thấy bạn ấy là một người cực kỳ an toàn cho bạn nữ nếu như lựa chọn một người bên cạnh. Nhưng cũng chính vì cái sự an toàn mà kiểu thích hợp để làm người yêu, làm chồng quá, thì trong suốt 6-7 năm nay em nghĩ ít nhất là phải có người yêu rồi. Thậm chí 2-3 đứa. Đời vợ rồi. Không, nếu như mà 2-3 đứa trông sẽ tã hơn như này. Tã hơn à? Ôi. Ồ không chị ơi, 2-3 đứa thì không thể nào mà săn chắc như này đâu. Không đúng rồi, chồng được. Chỉ có một đứa đã hơi tã rồi. Đây em sẽ chọn là vẫn là màu đỏ. Đã có chủ. Thế chị hai màu gì? Và nãy chị ghi là có chủ đúng không? Nhưng mà không, chị thấy hợp thật, rất là hợp với em. Nhưng mà nếu như em đi chị trách em ấy, sao có chủ có vợ rồi còn lên đây dối gian làm. Dối gian làm gì? Người ta chương trình tạo ra là để dối gian mà trời. Chết thật. Khổ làm cho mình hy vọng. Làm nào bây giờ? Em hiểu không? Nếu như mà mình có chọn sai thì cuộc sống không như màu hồng em ạ. Để chị suy nghĩ lại. Tức là cách đây 7 năm là bạn của em là chưa có vợ. Để mà lựa chọn ra một cái đối phương của mình á, thì bạn này bạn có một cái ưu điểm lớn nhất, đó chính là bạn này là một người rất là chân thành. Nhưng mà nghiêm túc như kiểu là yêu là cưới không? Cũng là một kiểu dạng người ổn định ấy chị ạ. Đấy, ổn định mà 7 năm thì hơi lo. Lo đấy. Lo. Để chị lên chị xem cái ngón tay, xem có nhẫn không. Tháo nhẫn ra mà trời nắng là phải có vết. Đấy, để xem con xé tay ra đây xem. Lo. Có vẻ là... có màu trắng trắng hơn nha. Nhiều khi trắng do giặt đồ chị ạ. Không, chị là có chủ. Màu đỏ. Em thì thấy là bạn này là thuộc cái ca mà giống như là em bị cố chấp á. Tức là em rất muốn bạn màu xanh. Trời. Em nghĩ là người thành công luôn có lối đi riêng. Ok. Đúng rồi, ok. Được. Yeah. Không sao cả. Còn em thì sao? Em thì vẫn sẽ để cho Việt Anh là độc thân. Cái năng lượng của Việt Anh với cả Quỳnh Nhi nó rất là kiểu matching với nhau ấy. Ok, quý vị nghĩ sao ạ? Bảy mươi chín phần trăm độc thân lận nha, gu mọi nhà nha. Thế mọi người đều có hy vọng. Dạ vâng. Thưa quý vị, bây giờ tất cả đã được phơi bày. Mời Mỹ Châu đứng dậy. Chúng ta lại phải loại một anh thôi. Hãy cho anh biết anh nào hiện nay vẫn là không phù hợp với em. Em rất xin lỗi phải không chọn một anh ở đây ạ. Em xin phép không chọn anh. Số 2 ạ. Rất xin lỗi anh ạ. Đi lần à. Thiệt hả? Em không thích phơi mình giữa nắng trên chiếc du thuyền đó ư? Ôi, chúng ta gặp lại nhau sau ở cái phần lộ diện nhé. Xin chào. Thưa quý vị, nói tới đây thì chúng ta vẫn phải thấy được rằng là tất cả những sự khuyên nhủ sẽ là thừa thải khi người ta luôn hướng về gu của mình. Rõ ràng ba cái người cô ấy để lại đều là ba chàng trai Bắc. Xí. Cho gần hả em? À, không phải đâu ạ. Thật ra là không phải là do gần đâu mà khi mà anh ý bước lên đây đoạn mà... bắn tim đó phải đúng không? Đúng rồi ạ. Em có cảm giác giống người bạn hơn là có thể... Như vậy thì em nghĩ bạn ấy tím hay đỏ? Em nghĩ anh ấy là màu tím ạ. Màu tím. Không rung động ta cái cho tím liền. Trước khi anh ta trở lại, mỗi người cho tôi một màu nào. Chỉ có một mình Kỳ Duyên màu đỏ. Biết đâu. Ok, mời đi lần. Ừ,
hạnh phúc đôi mình đào chém gió. Thật lòng em chỉ muốn nói với anh rằng này anh thật xinh trai, người thật là manly. Oh baby you make me crazy. Rồi khi gặp anh ngồi thôi chẳng thể nào nên câu, vì người chỉ cắm đuôi với chiếc smartphone. Người ngồi người Facebook giờ đang xì ta good. Oh baby, còn em thì sao? Đành thôi say goodbye. Trời, con phải chịu vậy thôi. Hẹn anh ở cuối phố đó mình tha hồ chém gió. Thật lòng em chỉ muốn nói với anh rằng này anh thật xinh trai, người thật là manly. Oh baby you make me crazy. Rồi khi gặp anh ôi thôi chẳng thể mà nên xa, vì người gần như không thích con gái. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau giới thiệu một tí về bạn nữa đi ạ. Bạn tên gì? Em tên là Nguyễn Hoàng ạ. Hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Em dọn về Việt Nam cách đây 4 năm từ Mỹ. Em ở bên cũng 10 năm. Vì sao bạn về rồi bạn lại không muốn đi nữa? Tình yêu chăng? Hay sự nghiệp? Thì lúc mà em dọn về thì cũng kiểu như suy nghĩ là sẽ ở Việt Nam hay là ở lại Mỹ luôn. Em cũng muốn thử là cái môi trường mới, tại thực sự là một cái đất nước phát triển thì cái tiêu chuẩn sống nó sẽ cao hơn. Nhưng mà em không có vui tại vì kiểu như cũng là người gần gia đình. Mẹ với em gái của em ở Việt Nam nên sao em quyết định về Việt Nam cho gần gia đình của mình hơn. Trong bốn chữ thì em là G hay là B? Em sẽ nói bây giờ em sẽ là gay. Hồi xưa em có bạn gái, hai người lần lúc mà em trước khi em đi Mỹ. Nhưng mà rồi sau này em thấy nó không có thoải mái. Em không có thương cái bạn đó nên em nghĩ là nó không có công bằng cho bạn đó nên em quyết định là không. Nhưng mà rồi xong rồi sau này từ từ em comfortable với lại cái sexuality, là em biết là em gay. Tuy là nhìn con gái lâu lâu vẫn thích, nhưng mà cái đó chỉ là giống như mình tôn trọng cái nét đẹp của người phụ nữ. Như là chị vẫn nói, em là một sắc tím rất là rực rỡ. Mình tua lại nhá. Bạn này là nấu ăn giỏi này, yêu động vật này, thể hình đẹp, ngoại hình cũng sáng này, lại còn trung thủy nữa. Thì chị nghĩ rằng là hôm nay đến đây với cơ duyên của chương trình Người ấy là ai, hy vọng là em sẽ tìm được người ấy của mình nếu như mà em đang chưa có. Một người mà cũng mang lại cái năng lượng như anh Thành nói, giống như em. Một người yêu em là chính bản thân em. Và rất là happy chỉ có một mình em mà thôi. Hiện nay bạn có ai để ý chưa hay là bạn có để ý ai chưa? Hiện tại em có tìm hiểu. Dạ đúng rồi, một thời gian. Em cũng đang còn tập trung cho công việc nhiều á. Nên em cũng có nói với bạn đó là em cũng mới về lại thị trường Việt Nam. Em cũng muốn build cái network của em. Thì bạn đó cũng rất là hiểu với lại rất là support em. Thì hiện tại giống như kiểu như là bạn thôi. Chị để xem một thời gian nữa xem coi mọi thứ nó có chuyển dần sang đỏ không. Ok, cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Và trước khi chia tay chắc là sẽ chia sẻ cùng với nữ chính của chúng tôi một chút ạ. Mời bạn. Cái này là cái feeling thực sự của anh. Thì để em kể chút xíu về bản thân chút. Từ nhỏ là em chưa xác định đó là em thích con trai. Em chỉ biết là em có một cái gì đó rất là lạ con gái. Thì sau này từ từ lớn lên thì em đã biết là em không chỉ thích con gái. Gia đình của em là công giáo. Thì ba em rất là strict. Ba rất là kỹ về đi học và đạo đức. Nếu mà em làm sai cái gì đó mà trong hai cái vấn đề đó, ví dụ như em học mà không có được kiểu như học sinh giỏi của học kỳ đó, là nếu mà em trả lời lại mẹ em hay là ai người lớn hơn em thôi, là em sẽ bị ăn đòn rất là nhiều. Ba cũng không có cho em được ra ngoài giao tiếp cái lúc của thời của em. Rồi xong rồi ba em mất lúc em 11 tuổi.
ở với mẹ một thời gian thì em được may mắn đi học, em gặp một cái bạn này mình yêu đó, thì cũng được gần 4 năm. Mà có một cái sự kiện là tụi em gặp một cái bạn này, thì bạn đó lại thích em, nhưng mà em không thích cái bạn đó. Sau một thời gian thì người yêu của em lúc đó grow feeling for cái bạn đó. Thì em rất là trung tình, nếu mà em thương ai thì em sẽ tập trung hết năng lượng của em cho người đó. Thì khi mà có cái ý nghĩ là người mình thương bắt đầu thương một người khác, nhưng mà he still said that he loved me, em sẽ không đồng ý với cái việc mà người em thương phải chia ra cho một người khác nữa. Nên em tụi em quyết định là, you know, end it. Thì em có biết là em ở đây trải qua một cái mối tình không được hoàn hảo. Anh chia sẻ thiệt tình là cuộc sống quá ngắn ngủi, em phải sống cho thật là vui. Năng lượng tích cực sẽ là cái mà mình luôn hướng tới, đúng không? Thì cuộc sống cũng vậy. Anh mong em tìm được, hay là cái bạn đó tìm được em, là người xứng đáng để yêu em, sống chung tình và thương em thật lòng. Cảm ơn bạn. I'm a little nervous. Cảm ơn bạn đã rất là chân thành. Bạn cho bạn ấy một lời khuyên, tôi cũng cho bạn một lời khuyên. Tất cả xảy ra đều có cái lý do của nó. Bởi vì đơn giản là năng lượng của họ không giống của mình. Bạn có thật sự hiểu người ta là ai không? Nếu như bạn deal được thì bạn hãy tiếp tục hạnh phúc. Nếu đó là cái điều cấm kỵ nhất cuộc đời bạn, bạn không thể deal được thì thôi, mình sẽ chia tay, để đi tìm một người có năng lượng giống với mình mà ở lại. Chỉ vậy thôi. Chúc bạn hạnh phúc với những lựa chọn sắp tới của mình nha. Let it be free. Cảm ơn bạn. Thank you. Thưa quý vị, vòng 3 hiện nay chỉ còn 8 vị tinh tú, cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu căn tao qua những hashtag. Vâng, ngay lúc này chúng ta sẽ biết được tâm lý thật của các bạn ấy. Xin mời các khách mời đứng dậy ạ. Nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng nha. Mời Quân Ngô. Hashtag là... Vì sao em lại chọn hashtag này? Dopamine. Đây là tên của một loại hormone hạnh phúc, và em cảm thấy là trong con người em luôn có được cái hormone hạnh phúc đó, và hormone này cũng có tính dẫn truyền đến những người xung quanh em. Mỗi giây ở bên em thì đối phương sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Hiện tại thì em có đang thực sự hạnh phúc với cuộc sống của mình không? Hiện tại em hài lòng và em sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống của em. Khi bạn gặp nỗi đau, bạn sẽ tích cực cụ thể như thế nào? Đứng trước bất cứ một cái khó khăn hay một cái nghịch cảnh gì trong cuộc sống thì em sẽ luôn tích cực cố gắng làm những cái việc mà em cảm thấy vui, và từ đó thì em sẽ trực tiếp đối mặt với cái khó khăn đó để em vượt qua được. Điều gì làm cho bạn hạnh phúc nhất? Có phải là tình yêu không? Tình yêu là một khía cạnh quan trọng cần có ở trong cuộc đời của em. Cùng với đó sẽ là gia đình. Cảm ơn bạn. Hết giờ. Hoàng Dương. Hashtag là... 50-50. Trời ơi, hashtag gây tranh cãi. 50-50 có phải là 50 nữ, 50 nam không ạ? Đối với em thì có phải là nó luôn để những cái quyết định mở là 50-50 không? Đối với em thì 50-50 nó như là một cái sự không trọn vẹn trong cái cuộc sống cũng như là tình yêu của em. Đến từ phía em hay là từ phía bạn? Từ cả hai. Nhưng nó không dẫn đến một cái kết mà mình cảm thấy là nhẹ nhõm hay là thoải mái. Cái kết của em ở đây là gì? Cả hai chia tay nhau, cả hai cùng vui, thì đó là một cái kết tốt đẹp. Wow, hấp dẫn quá, hết giờ. Đang tính hỏi câu này. Too much information. Người số 3. Hashtag là... Cuộc đời bạn có quá nhiều giông bão hả? Dạ không ạ, từ rông ở đây giống như kiểu hai con người khi gặp nhau họ sẽ yêu điên cuồng. Trong cái cuộc cãi vã họ cũng rất là điên cuồng tranh giành cái phần thắng. Để mà cân bằng cái tình yêu của hai người thì đều phải có sự kiềm chế cơn giông bão ở trong nội tâm của mình. Như vậy nó mới bền chặt ạ. Từ trước tới giờ chuyện tình cũ của bạn có ai không chịu nổi cơn giông của bạn chưa? Dạ có, chính vì không chịu nổi cơn giông cho nên là mới dẫn đến sự chia ly ạ. Là một người đàn ông thì em sẽ làm gì để kiềm chế cái cơn giông mà em tạo ra? Thường thì em sẽ bước ra khỏi cuộc trò chuyện, đến khi nào cái tinh thần của mình nó trở lại thoải mái thì em sẽ quay lại và để truyền cái sự điềm tĩnh của mình cho một nửa còn lại. Cảm ơn bạn, hết giờ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau phần chọn lựa nhé. Xin chào.
Đầu tiên mình bàn anh Việt Anh đi. Cái bạn Việt Anh này là một cái sự cố chấp của em. Tại vì mình cảm nhận được bạn đấy nó có một cái nguồn năng lượng khá là tương đồng với bé. Và mình cũng thực sự mong muốn là cái mối quan hệ này nó sẽ có một cái khởi điểm nào đó. Nhưng mà qua cái phần hashtag vừa rồi á, em cảm nhận là bạn này cũng đã đi qua khá nhiều dông bão rồi anh à. Và bây giờ bạn đang ở cái mức là dông nhỏ rồi. Chỉ muốn chọn những cái gì nó bình yên, nhẹ nhàng nhất. Đã đến đây chơi, đâu có ai đi chọn cái hashtag dông để cho mình phải bị người ta suy nghĩ đúng không? Kiểu giống như muốn kể một câu chuyện đúng. Gì đó, nói một lời xin lỗi thì đúng hơn kiểu vậy hả? Anh nghĩ như thế này, tại vì Việt Anh á rất là hiền và bình yên đi. Mà bây giờ bé nó còn rất là nhỏ, thì cái sự khám phá, sự tìm tòi, sự phát triển của bé nó còn rất là nhiều. Bé nó còn cơn dông. Đúng. Chứ không phải mấy người mà đã qua mùa bão dông. Triệu nói là gì? Nguồn năng lượng cùng chiều, mà cùng chiều thì khó dính nhau lắm. Thí dụ ở một khoảng thời gian ngắn lúc đầu chúng thấy ồ quá hợp nhau, nhưng nếu mà dài hơi hơn thì sẽ có cảm giác là thiếu những thứ mới lạ. Bé nó có cần mới lạ nhiều không? Đến với chương trình này thì chị nghĩ rằng là em cũng mong muốn có một cái gì đấy nó mới hơn, nó lạ hơn. Và chị nghĩ rằng em nên làm những cái điều đó và phải chọn những cái người như vậy. Thì giống như kiểu là người ta sẽ bổ sung thêm cho mình về những cái gọi là đời sống tâm hồn. Mình có thêm nhiều trải nghiệm hơn để ví dụ sau này 2 năm sau, 3 năm sau, 4 năm sau em lựa chọn một cái người chồng của mình á, thì em sẽ đưa ra một cái người chính xác nhất. Sợ là chọn anh này lấy luôn á phải không kiểu vậy? Nếu mà chắc là điều này em muốn lấy chồng thì em có thể chọn anh này. Chị lại suy nghĩ hơi khác. Chị nghĩ là những người đàn ông từng trải có những cái hấp dẫn của họ không quá hiếu thắng và cố chấp đối với những cái đúng và cái sai. Và cái quan trọng họ tập trung vào cái việc là hai người có được cái trải nghiệm hạnh phúc với nhau hay không. Nhưng mà chị cũng hơi băn khoăn là tại sao khi mà để lựa chọn tất cả những cái hashtag bạn lại chọn cái từ dông. Liệu là bạn ấy có những cái trải nghiệm không được vui trong cái mối quan hệ hay không? Đôi khi họ mang theo những cái hành lý không vui vào trong những cái trải nghiệm tiếp theo của mình. Chúng ta có thể nghĩ theo một hướng khác. Biết đâu anh ta là một người rất là thẳng thắn với những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Cho nên anh ta bây giờ là cái người mà đã kiềm chế được cơn dông của mình. Learn to be a man, calm down hơn. Thì em cũng nên cân nhắc về hướng nhìn đó. Chắc là bạn ấy cũng sẽ biết rằng là em đã từng trải qua một cái mối quan hệ như thế nào. Và bạn ấy đến đây mong muốn có thể cùng với em để chúng ta cùng nhau chữa lành những cái tổn thương rồi là những cái cơn dông đó. Thì cái này nó cũng là một cái hướng tích cực. Quan trọng là em sẽ muốn lựa chọn như thế nào. Ok, người thứ hai nào. Chúng ta đến với anh Hoàng Dương. Trong 3 người này thì em mong muốn là bạn này sẽ thành đôi với cả Nhi nhất. Nhưng mà em lại cảm giác là có chủ rồi. 50-50 nghe tranh cãi quá. Chị thấy Dương là một lựa chọn không an toàn. Bởi vì Dương là một người rất trẻ. Bạn ấy lựa chọn 50-50 nó cũng rất rõ. Trong cái việc là bạn ấy không biết mình muốn gì ở người mà bạn ấy muốn lựa chọn. Và khi mà bạn nói là 50-50 một cái lựa chọn hoàn hảo là gì, thì bạn nói ngay đến việc là chia tay mà cả hai đều vui. Nếu mà đến một chương trình hẹn hò để gặp một cô gái mà bảo chia tay là phải vui, thì chị nghĩ rằng là đây không phải là một cái khởi đầu tốt. Đúng không? Để cho chúng ta lựa chọn. Đúng không Thành? Tức quá bây giờ không binh được. Đối với em thì em thấy là Nhi là một người trưởng thành so với độ tuổi của bạn ý. Và có những cái sự nó điềm tĩnh lại một chút xíu. Thì có thể rằng là cái sự hơi trẻ con của bạn Hoàng Dương, thì Nhi sẽ có thể là một cái người sẽ đường rồi là vạch một cái hướng nào đấy để cho hai bạn đi cùng chị nhau không? Chị nghĩ rằng là đàn ông phải là cái người mà cho mình cái chỗ để mình dựa vào, mình có chơi, có chia sẻ, có trải nghiệm là cùng nhau. Nhưng mà không phải là trải nghiệm về cái việc là không biết mình muốn gì. Đây là một người đàn ông sẽ rất thú vị nếu em trải nghiệm. Có thể yêu đập đầu vào tường. Tại vì anh ta sẽ có những cái mà những người đàn ông bình thường không có. Cái gì nó nguy hiểm nó luôn luôn thú vị, em hiểu không? Bạn ấy có những cái điểm mạnh của bạn ấy nha. Nếu bạn hai bạn đến với nhau thì hai bạn có thể là bổ sung cho nhau những cái mà hai người còn đang thiếu. Biết đâu, biết đâu. Nhiều khi người ta rong ruổi, người ta chơi, người ta gặp 50-50 nhiều quá. Giống như người ta bị rối là cuối cùng, ê bây giờ chia tay có êm đẹp hay không vậy? Hay muốn cái gì ở ta vậy? Thì bây giờ em lại là rất là lành tính. Nhiều khi em lại làm một cái nguồn cảm hứng mới. Nếu như ở độ tuổi của em hồi xưa thì anh sẽ rất thích mạo hiểm. Nếu là anh sẽ chọn Hoàng Dương. Tại vì em còn quá trẻ. Đến khi mà em lập gia đình, em còn phải trải qua rất là nhiều mối tình để em biết được là tiếp người đàn ông nào sẽ phù hợp với em để em cưới và em ở đến suốt đời. Nếu em lại quen một người an toàn, một người cùng chiều, cùng năng lượng với em, thì em sẽ không có biết một cái gì mới hết về đàn ông cả. Thường nha, là với những bạn mà trông rất bad boy như thế này á, chỉ cần em nắm được cái sự trẻ con của người ta thôi. Đúng không? Đúng!
Bậc thầy. Yeah, có kinh nghiệm nha. Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy bạn chỉ là một người bad boy thôi. Và chỉ một mình em thấy được những hình ảnh good boy của bạn đó chính thôi. Chính xác. Coi như là liều ăn nhiều đấy em ạ. Được ăn cả ngã về không? Người số 3. Dạ, trường hợp này cũng đáng để tranh cãi ạ. Em thì dơ cái bảng LGBT cho bạn này thì kiểu giống như là em cũng hơi miễn cưỡng một xíu thôi. Nhìn cho ánh mắt của bạn ý thì bạn này cũng là đàn ông chuẩn man đấy. Nhưng mà chị thì chị không thích những người đàn ông mà cứ kiểu hơi yếu ớt như vậy. Thưa các bạn, hồi nãy mình có một đỏ với một tím rồi phải không ạ? Đúng ạ. Biết đâu là có hai xanh hoặc chương trình chỉ có một xanh. Như vậy thì lẫn quẩn đâu đó phải có thêm một đỏ hoặc một tím. Nhìn chung với những gì em cần thì chị nghĩ là bạn này rất là phù hợp với em. Vì bạn là chỉ là một người đơn giản và tích cực. Bạn ấy cũng rất là tập trung cho sự nghiệp. Bạn ấy cũng không quá needy kiểu như đòi là phải cưới em ngay lập tức hay là bắt em phải đẻ con hay gì đó. Như là bạn ấy nói rất là nhiều là khám phá và trải nghiệm cùng nhau. Đây là cái mà chị rất là thích. Tình yêu dễ thở. Bạn ấy là người làm về hospitality, sẽ là người biết take care. Em sẽ cảm giác được những cái lãng mạn nho nhỏ mà ở lứa tuổi em sẽ thích. Ví dụ em đi chơi ở đâu, bạn ấy chuẩn bị cho em một bông hoa ở trước cái gì thì em sẽ rất là sung sướng. Chị Hà Anh thì không sung sướng với những bông hoa nữa rồi. Chị Hà Anh là bây giờ nên đưa cái hộp xoàng thì chị sẽ vui hơn. Cái chị hơi lo là liệu là bạn ấy có bồ hay chưa thôi. Nhưng mà chị không nghĩ bạn là người lập gia đình rồi. Từ nãy tới giờ khi mà em nghe mọi người nói á, thì mẹ của em giống tính cách chị Hà Anh không? Thật sự em đùa một tí thôi. Chị Hà Anh nãy giờ kiểu lo cho bạn mà kiểu như là phụ huynh á. Luôn lựa cái gì an toàn nhất cho bạn. Có nghĩa là thương quá. Em phải hiểu rằng là chị yêu rất nhiều và những thể loại này chị trải qua hết rồi. Wow. Bên đây là phác thảo 3D luôn đó. Phác thảo 3D, dù bạn ấy quen ai thì nó cũng là một cái trải nghiệm tốt thôi em ạ. Kể cả mạo hiểm nó cũng được, kể cả lên voi xuống chó nó cũng là một cái hay. Tùy gu, tùy gu. Trong ba bạn còn lại thì bạn Quân Ngô này là sự lựa chọn an toàn nhất. Chị nghĩ là mỗi người á, họ sẽ có một cái tính cách, nhưng mà nó sẽ luôn có một cái điểm giống nhau là tất cả mọi người á, họ chỉ có một lần để trải nghiệm cuộc sống thôi. Cho nên là chị vẫn mong em hãy trải nghiệm nhiều hơn cho cái thanh xuân của em. Bây giờ em mới 22 tuổi thôi, cuộc đời cho phép em được trải nghiệm, em được vấp ngã. Nhưng khi em 32 tuổi, 42 tuổi thì em không được phép nữa. Có nghĩa là vậy nè, nếu ai giỏi thì tuổi nào người ta cũng có thể tự đứng dậy được. Đúng. Nhưng không phải ai cũng giỏi, đó là lý do mà Minh Triệu nói rằng bước qua bắt đầu từ 40, 50 phụ nữ nên bớt sai lại. Nhiều khi lúc đó bản thân em sẽ dè dặt đi rất là nhiều, em sẽ không cho phép bản thân em thử. Nên bớt sai lại. Con bé ở nhà nó chỉ có một mẹ thôi, vô đây nó có tới bốn mẹ lận. Trời ơi, cho tôi một hình một thôi. Là ai? Ok, mẹ sẽ dơ cho con. Thì mẹ là em sẽ dơ kiểu khác. Dơ kiểu mẹ nè. Thôi, chị chọn bạn này cho em. Rồi, một người. Anh thì anh thích bạn này này, vui đấy. Rồi, coi như là cậu thích mạo hiểm. Là cậu chọn cho cậu hay là cậu chọn cho em? Dạ, mẹ không cần nữa ạ. Đủ tuổi mẹ là không mẹ cần. Mẹ chịu chọn ai ạ? Mẹ chọn như này nha. Cho an toàn đúng không? Rồi, mẹ Duyên. Không là mẹ đâu, già lắm. Thế là cho chị là gì là thôi? Bác. Là chọn bạn này cho em. Mẹ già nha, bác thì không già, bác lớn hơn mẹ nha. Ừ. Hai Dương hai Quân, ok. Nãy giờ mẹ nói xong, giờ để chú nói nè. Ok, thưa quý vị, cuộc sống mà, cứ trải nghiệm đi. Hãy tin rằng là mình có đủ sức để trải qua cái gì. Em chỉ có một cuộc đời để sống thôi. Đừng phí thời gian vào những cái nó không thuộc về mình nha. Rồi, hãy tỉnh táo lên, suy nghĩ bằng trái tim của mình nha. Cảm ơn em. Thưa quý vị, sau những lời chia sẻ chân thành hơn cả chân thành thì hiện nay em ta đang rơi vào trạng thái hư không. Ngay lúc này đây, ba chàng trai sẽ trở lại đây nói những lời chân thành của các bạn ấy trong một phút. Những lời nói này thường đa số sẽ làm thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người từ đầu đến giờ. Hãy cùng nghe các bạn ấy nói, xin mời. Ok, xin mời Quân Ngô. Chào em. Khi bắt đầu chương trình thì anh rất là run, bởi vì đây là lần đầu tiên mà anh được đứng trên sân khấu. Thế nhưng mà khi bước vào và nhìn thấy ánh mắt của em thì anh bắt đầu anh cảm thấy là anh có rất nhiều động lực nghĩ đến việc khi kết thúc chương trình có thể có cơ hội được trở về cùng với em.
chân thành nhỉ. Cảm ơn em. Và... Ủa, còn hả? Khi ở dưới thì anh có nghe câu chuyện mà em đã chia sẻ. Và anh tự tin là với một người có cái hormone hạnh phúc thì anh có thể mang lại cho em sự hạnh phúc và ấm áp. But I will try my best to carry you on without you, without you. Chân thành dữ vậy ta. Tôi đã nói rồi, cái đoạn này nó hay dễ làm cho mình suy nghĩ lại từ đầu lắm. Em nổi da gà nè anh Thành. Mắt long lanh rồi kìa. I know it, I told you. Mời Hoàng Dương. Trước khi anh đến đây thì anh luôn phân vân về cái quyết định của mình. Nhưng mà từ khi gặp em, lắng nghe những câu chuyện của em, cảm nhận về em, thì anh đã biết là quyết định của mình có mặt ở đây là không sai. Anh chắc chắn anh là một trong năm người để em nhất từ đầu chương trình đến giờ. Từ những cái lúc mà đèn tắt đi, em chỉ ngồi em nghịch cái lông áo. Trời ơi. Anh cảm nhận được cái sự đau buồn đấy. Anh biết là anh chỉ là anh, và em chỉ là em. Nhưng mà nếu em đồng ý, chúng ta chắc chắn sẽ là của nhau. Trời ơi, chết tôi rồi. Tinh tế hút cuối. Tinh tế. Thấy chưa, nói rồi sushi, tính đi. Tôi đã nói rồi, sẽ suy nghĩ lại từ đầu thôi. Trời ơi, hay quá ta. Việc anh. Chào em, thực sự là anh không biết nói những lời hoa mỹ. Anh chỉ có những hành động. Anh nghĩ là anh sẽ đồng hành cùng em, giải quyết mọi vấn đề với em. Và nếu được, em hãy cho anh cơ hội. Something in the way she looks at him, the way she looks at him. Khó nha anh nha. Chết rồi. Quý vị khán giả, cho tôi bình chọn của quý vị coi. Ây da. Wow. Trời ơi. Hiện nay tỷ số đang đổ về Hoàng Dương sau câu nói em chỉ là em, anh chỉ là anh. Nhưng nếu em chọn anh thì chúng ta mới là của nhau. Trời ơi! Mời em đứng dậy. Đây là bó hoa tươi thắm của 007 Flower. Hoa, nó vẫn luôn ở trong vườn. Và trong vườn thì hoa nào cũng đẹp. Nhưng phải biết cách chọn hoa em nhé. Xin mời. Ba chàng trai nhưng chỉ có một người nằm trong suy nghĩ của nữ chính. Ngay lúc này chúng ta hãy hồi hộp chờ xem người ấy là ai. Người ấy là ai? 2022 phát sóng thứ 6 hàng tuần, xem sớm nhất và trọn vẹn trên Vion. Tải app ngay. Người ấy là ai? Mời em đứng dậy. Đây là bó hoa tươi thắm của 007 Flower. Hoa, nó vẫn luôn ở trong vườn. Và trong vườn thì hoa nào cũng đẹp. Nhưng phải biết cách chọn hoa em nhé. Xin mời. Không biết là em có thể... nắm tay mỗi anh có thể nhìn thẳng mắt anh được không ạ? Sẽ đồng hành cùng em, giải quyết mọi vấn đề với em. Và nếu được, em hãy cho anh cơ hội.
số 1 rồi. Số 1 rồi. Với một người có cái hormone hạnh phúc thì anh có thể mang lại cho em sự hạnh phúc và ấm áp. Anh chỉ là anh, em chỉ là em. Nhưng mà nếu em đồng ý, chúng ta chắc chắn sẽ là của nhau. Vào trong cho phần lộ diện. Hồi nãy em test qua, nó có hai luồng điện. Điện của ông số 1 là điện theo kiểu ok, tôi yêu em có yêu tôi không? Và đứng theo kiểu là manly, chờ đợi. Ông số 2, tôi nói lại tôi yêu em đó. Chọn đi. 1000 lần nữa tôi yêu em trong mọi vũ trụ. Và tại sao em đưa cho số 2? Từ đầu chương trình thì anh chị có bảo em là một người truyền thống. Nhưng mà em vẫn có một cái gì đấy hiện đại. Em vẫn thích có những trải nghiệm. Và em nghĩ là em cũng sẽ phù hợp với những người thú vị hơn. Yes, phải thế. Thông đúng rồi. Hóa ra là con bé lại là cú twist của chương trình anh nè. Cú twist, nó lừa tất cả bố mẹ ở đây. Bố mẹ ở đây là cứ chọn cho con bé đó. Như vậy, nhưng không. Dì với cậu chọn đúng cho con rồi. Dì với cậu theo hướng là mới mẻ. Đúng còn rồi. Hai mẹ đây là theo cái hướng truyền thống. Đừng có vui vội, ok? Trời ơi. Trời ơi, lời sấm truyền. Bình tĩnh. Bây giờ sẽ là sự trở lại. Đầu tiên là của Việt Anh. Mọi người nghĩ Việt Anh màu gì? Tới bây giờ là em không cố chấp được. Không nữa. Cố chấp được nữa em à. Đồng hành là làm bạn rồi chứ yêu mà đồng hành cái gì? Sợ nó chứ yêu, nhỏ nhà nó chữ. Đồng hành, đồng hương đồ là thua. Thua rồi. Nha, bây giờ chỉ có đồng sàng thì mới yêu nhau được thôi. Mời Việt Anh. Trần Xuân Trường, quận Tân Bình, đồng lên!
Nên nhẫn. Yeah, xin cảm ơn giám khảo Hà Anh. Cảm ơn ba chàng trai. Ok. Bạn là ai? À, em là Việt Anh ạ. Em là màu đỏ. Anh cũng có thể thấy được mà. Em là có người yêu hay là có vợ rồi? Dạ, em đã kết hôn. Trời. Bạn ấy có đến đây ngày hôm nay không? Dạ, đáng nhẽ là bạn ấy cũng sẽ lên sân khấu cùng em. Nhưng mà có một số các việc đột xuất khiến bạn ấy không thể tham gia được ạ. À, ok. Rồi, cái cơn giông đó có phải giống như anh nói không? Như một lời xin lỗi hay là một cái gì đó mình nhận ra trong cuộc sống sau khi kết hôn đúng không? Dạ không ạ. Thực ra cơn giông đấy nó là cái kỷ niệm đẹp nhất của em ạ. Thì một tối thì bạn em có rủ em đi ăn ạ. Thì bạn ấy có nói trước với em là sẽ dẫn theo một bạn nữ nữa. Sẽ là đi ăn của những người bạn bè với nhau thôi ạ. Bạn ấy sẽ dẫn theo một bạn nữ. Có nghĩa là một bạn nữ sẽ dẫn theo một bạn nữ chứ không phải một bạn nam dẫn theo dạ, một bạn nam dẫn theo một bạn nữ ạ. Khoan. Cái đối tượng em đang muốn kể là về bạn nam hay bạn nữ? Dạ em muốn kể về bạn nữ ạ. Tại vì nhiều khi nó twist một hồi nói tới bạn nam riết tôi không còn niềm tin vào chương trình này nữa. Rồi ok em tiếp tục. Vâng, đúng lúc đấy thì Hà Nội đổ cái cơn mưa đầu tiên. Rồng. Chính xác ạ. Nó là một cái gì đấy rất là kinh khủng. Em thấy sấm chớp rồi bắt đầu xe cộ tắc. Bình thường cái quãng đường của em ra cái quán ăn đấy nó chỉ mất khoảng cả 6 đến 7 phút thôi ạ. Nhưng mà sau cơn giông đấy thì em đã phải đi mất là hơn 1 tiếng. Và sau đó em mất gần cả đời để vượt qua cơn giông đó. Thì em đi đến nửa đường em mới suy nghĩ là tại sao mình lại phải đi như vậy. Nhưng mà có một cái gọi là sức mạnh vô hình nào đấy cứ thôi thúc em đến buổi gặp mặt như vậy. Khiến dạ vâng. Em tưởng là em đã đến bị muộn rồi. Nhưng mà các bạn ấy cũng giống em chậm trễ do là mưa. 5 phút, 10 phút rồi 48 phút trôi qua. Em vẫn nhớ con số 48. Tại sao kinh khủng người ta có thể nhớ với nhau 48 phút nhỉ? Em đã định bỏ về rồi. Thì tự nhiên cánh cửa nó mở ra và một người con gái bước vào. Em cũng không biết là đấy có phải là bạn của bạn em không. Nhưng mà em có một cái gì đấy như là một hẹn định của kiếp trước. Tình yêu sét đánh à? Vâng, có thể là hôm đấy là cơn giông và em cũng bị sét đánh. Nhưng mà không phải là sét đánh thực tế mà nó đánh vào trong tim em. Không lẽ cái thuyết mà anh yêu em trong mọi vũ trụ là có thật? Lúc đấy thì chỉ có một cái suy nghĩ trong đầu em là em muốn chinh phục bằng được bạn này, yêu thương bạn ấy đến hết cuộc đời. Cái mục tiêu đấy em đã làm được. Nhưng mà để giữ được nó cũng rất là khó. Bởi vì là nó sẽ có những cái cuộc cãi vã rất là lớn. Sau khi tụi em yêu nhau, còn cái cơn giông xuất hiện sau đó nữa không? Khi bọn em yêu nhau có một cái sự xích mích quá cái mức chịu đựng của em. Khi đấy có thể là cái cơn giông lớn nhất mà em nhận ra được là em cần bạn ý hơn là những cái sự thắng thua trong cái cuộc nói chuyện. Tất cả mọi thứ có thể bỏ qua được hết.
chỉ cần là mỗi người giảm cái tôi xuống. Và em cảm thấy rằng em không thể rời xa cô gái đấy. Và sau một thời gian thì em đã cầu hôn bạn ấy ạ. Từ bên trong bản thân của mình là em yêu bạn ấy rất nhiều ạ. Ừ. Cũng giống như người ta nói, thưa quý vị, chúng ta thắng trong một cuộc cãi vã, nhưng chúng ta sẽ thua một mối tình. Lúc nào cũng đưa nhau về trạng thái cân bằng trước khi nói chuyện với nhau, đó là cách tốt nhất để chúng ta giải quyết vấn đề. Cảm ơn bạn đã chia sẻ một cái trải nghiệm rất là thú vị và tôi nghĩ là cần thiết cho mọi người ở đây. Ai cũng cần xem lại cái tôi của mình khi mà mình trò chuyện với cái người mà mình đang yêu thương. Còn anh ạ? Dạ, chắc là mình cũng nói một đôi lời với cô gái của chúng ta, phải không ạ? Đến đây anh cũng chỉ muốn truyền lại cái năng lượng tích cực của bản thân mình đến với em. Đến một lúc nào đấy, em sẽ tìm được một nửa kia của mình. Nó rất là bất ngờ. Và đến chính anh, bây giờ anh nghĩ lại, anh cũng không hiểu. Chỉ biết là khi bạn ấy xuất hiện thì anh đã biết là cuộc đời anh sẽ dành cho bạn ấy. Cảm ơn em. Mọi người thấy sao ạ? Đúng như dự đoán đúng không? Hai đỏ một tím rồi. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem Quân Ngô màu gì ạ? Xanh. Mời Quân Ngô. Hôm nay cái chương trình gì mà ba đỏ thế? Biên tập ác quá. Trời ơi. Em gái, cho tôi biết hồi nãy em có một chút phần trăm nào muốn chọn người này không? Chia sẻ thật là từ lúc đầu mà anh ấy bước ra thì anh ấy đứng ở góc này là cái góc mà em nhìn nhiều nhất. Và em cũng cảm thấy là anh ấy nhìn em nhiều nhất. Lúc mà em đứng ở giữa anh số 1 và anh số 2 thì thật sự là em cũng rất là lăn tăn. Yeah, 50-50 đúng không? Đúng ạ. Và bây giờ bạn hãy dùng hết những sự dũng cảm của mình cho cô gái kế bên biết là tại sao nhìn người ta lâu dữ vậy. Diễn sâu. Tới công chuyện rồi. Dạ, em cũng muốn chia sẻ là người đang đứng ở bên cạnh em là người em luôn cảm thấy thoải mái nhất, luôn mang lại cho em cái sự ấm áp, hạnh phúc khi ở bên cạnh. Đây là người yêu hay bà xã?
bọn em cũng quen nhau từ rất lâu rồi. Bao lâu? Không thể đong đếm được thời gian ạ. Có còn quen lâu nữa không? Chắc chắn là sẽ còn quen lâu và sẽ luôn quen người này. Tôi muốn cô gái nói cho tôi biết rõ hơn về mối quan hệ này. Ừ. Thật là gian gian diêu diêu mập mờ. Bạn là ai? Bạn đứng đây với tư cách gì của anh ta mà anh ta nắm tay bạn lâu như vậy? Trong khi trước đó anh ta lại nhìn cô gái bận chiếc đầm lông kia. Xin chia sẻ với mọi người, đây là tình yêu rất là lớn của mình. Lớn cỡ nào ạ? Như bạn ấy nói là cũng không thể đo đếm được. Họ thật giống nhau cả diện mạo lẫn ngôn ngữ. Vâng. Xin lỗi nếu như tôi có nói nhầm. Có lẽ là các bạn vẫn chưa là vợ chồng, nhưng mà các bạn đã phải vượt qua nhiều cái lời ra tiếng vào để ở bên nhau, đúng không? Cho nên các bạn ngại nói ra một cái tên gọi cụ thể cho mối quan hệ này, đúng không? Cũng đúng đấy ạ. Mỗi khi ra đường thì cũng rất có nhiều người xì xào khi mà nhìn thấy chúng tôi đi với nhau. Theo Thành nghĩ là chắc có lẽ là đây là một người phụ nữ sẽ có trải nghiệm nhiều hơn bạn. Và tôi nghĩ bạn yêu cô ta vì bạn cảm thấy an toàn. Bởi vì bạn nói là tôi được thoải mái nhất khi ở với người này. Rõ ràng cái người này phải cho bạn một cái quan điểm sống rất là ổn định. Dạ đúng là như vậy ạ. Đây là người mà em cảm thấy là mỗi khi được ở bên cạnh thì em sẽ được là chính mình. Bao dung. Dạ vâng ạ. Vị tha. Vâng ạ. Thế bạn làm được gì cho người ta? Thực sự là em luôn cố gắng để khiến cho người cạnh em cảm thấy tự hào về em. Với Thành nha, người ở ngoài Bắc á, đa số mọi người rất là sợ những cái điều mà người khác nói về mình. Cho nên những cái mối quan hệ mà nhìn thường không quen mắt, người ta sẽ bàn về nó, người ta sẽ nói những lời không hay lên nó. Các bạn đã đến đây rồi thì tôi nghĩ các bạn nên nói ra để mình được thoải mái một lần trong mối quan hệ mình. Mình dám gọi tên nó ra, ít ra nó là cái gì mình cho mọi người biết. Vâng, em rất cảm ơn anh Trấn Thành. Thực sự là những điều anh chia sẻ với em đó là những điều rất là ý nghĩa. Thế nhưng mà người bên cạnh em sẽ có vài lời muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người là mình luôn mong muốn bạn trai đứng bên cạnh mình luôn được hạnh phúc, có một câu chuyện vui với một người con gái nào đấy. Tôi hiểu là bạn ấy sẽ nói câu này mà. Bạn ngại à? Không, mình không có ngại. Tại sao bạn luôn luôn nghĩ mình là một cái gì đó để hậu thuẫn mà không phải là một cái điều gì đó chính thức? Tại sao mình phải nghi ngờ về tương lai nhỉ? Mình không nghi ngờ gì về tương lai cả. Hiện tại mình là một tình yêu lớn của bạn ý. Từ lúc bạn ấy mới sinh ra đời. Tôi tức cái chương trình này. Mẹ quá đẹp. Quá tôi đẹp. Vừa bị dội một gáo nước lạnh. Đây là người yêu hay bà xã? Các bạn đã đến đây rồi thì tôi nghĩ các bạn nên nói ra để mình được thoải mái một lần trong mối quan hệ mình. Mình dám gọi tên nó ra. Bạn ngại à? Tại sao bạn luôn luôn nghĩ mình là một cái gì đó để hậu thuẫn mà không phải là một cái điều gì đó chính thức? Thật sự là tất cả mọi người ngồi dưới đây là cực kỳ thông cảm cho anh luôn á anh Thành. Các bạn hiểu không? Tại vì dạo gần đây cuộc sống chúng ta có quá nhiều cái trend 11 năm. Chị quá trẻ đi. Dạ, Minh Triệu em hiểu anh không? Em hoàn toàn nói cái gì đó cho anh đi. Cái cách mà hai người nói về nhau á, nó không còn là tình yêu nam nữ nữa mà nó như là người thân ấy. Nhưng mà vì chị quá trẻ đi cho nên là vẫn không dám tin. Không, nhưng phải nói là đây là một cú twist rất là bất ngờ. Cú twist nặng nha. Mà các bạn biết không, ông bà mình nói có cái giọng là tướng phu thê thì gương mặt sẽ gần gần giống nhau. Mà tôi không ngờ đó là tướng mẫu tử. Trời ơi, chị là ai? Tức thiệt. Em xin giới thiệu với tất cả mọi người một lần nữa là bên cạnh em là người mẹ tuyệt vời nhất
của em. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có được bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ đẹp quá. Hiện tại thì mẹ em đang là tiếp viên hàng không. Quá nhiều bất ngờ. Mẹ em bắt đầu bay từ năm 92 ạ. Cho đến bây giờ mẹ em vẫn đang tiếp tục công việc tại Vietnam Airlines ạ. Này chị ơi, em có mạo phạm gì em phải xin lỗi chị. Đây là vấn đề của thời cuộc, là dạo này các bạn trẻ nó đu đeo, nó nhanh quá, nó lên trở mặt liền. Thì chị quan sát từ đầu chương trình đến giờ, chị có tiếc cho cái việc bạn gái không tặng hoa cho bạn này không? Không tiếc đấy. Thật sự là mình theo dõi từ đầu đến cuối và mình cũng thấy tiếc đấy bạn ạ. À, chị nghĩ sao về bạn nữ chính này ạ? Mình thấy bạn rất xinh đẹp. Có thể là trong cái nội tâm ấy có nhiều suy nghĩ, tình yêu thương luôn ở xung quanh mình. Thế nên là mình hãy nhìn về phía trước để luôn luôn được hạnh phúc. Cảm ơn ạ. Thường chị có luôn ở bên bạn trong những cái việc khó khăn như bạn nói không? Hai mẹ con mình thì có thể tâm sự hết cả đêm cũng được. Và mẹ cũng có những lời khuyên. Nhưng mẹ thì luôn luôn tôn trọng cái ý kiến của bạn ý. Nếu như chọn sai? Nếu như bạn ấy chọn sai thì mình sẽ ở bên cạnh và cũng hướng cho bạn ấy cái hướng đi cho nó đúng. Chứ cũng không áp đặt bạn đó phải làm như này, phải làm thế kia. Bởi vì nếu như mà mình áp đặt như thế thì lúc đó bạn ấy không nhận ra vấn đề đâu. Trong một lúc nào đấy bạn ấy phải bình tâm trở lại thì bạn mới có thể nhận ra vấn đề được. Rất là cảm ơn chị đã nói lên cái suy nghĩ rất hợp thời. Và tôi nghĩ rằng là cái điều tốt nhất là chúng ta hãy biến con mình trở thành bạn thân nhất của mình. Và đây, một trong những phụ huynh mà bất cứ bạn trẻ nào cũng mong muốn có. Yeah. Cảm ơn chị và bạn rất là dễ thương và rất là dễ hiểu lầm. Bây giờ mình muốn là con trai của mình sẽ tặng bó hoa cho bạn gái đó được không? Dạ vâng ạ. Tặng đi ạ. Dạ, nên tặng ạ. Sao mình tiếc, tiếc dùng ta. Em nghĩ là anh cũng cảm nhận được là em cũng có theo dõi anh từ đầu đến chương trình đến tận bây giờ. Và em mong rằng là sau chương trình này em và anh có thể là bạn được với nhau. Từ đầu chương trình đến bây giờ thì anh thực sự là anh luôn nhìn em. Như anh đã chia sẻ thì anh chưa bao giờ đứng trước nhiều đám đông như thế này. Thế nên thực sự là anh rất là run. Thế nhưng mà anh tin là cái sự lựa chọn của em sẽ là sự lựa chọn đúng đắn. Và anh rất là mong em sẽ gặp được niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn em. Em phải rất là chúc mừng chị. Bởi vì khi mà cậu bé bước ra thì lập tức là đã gây được một cái sự thiện cảm rất là lớn đối với cả em. Em là người ngồi đây và khuyên cô bé là hãy chọn chàng trai này. Vì đây là một chàng trai ngọt ngào, rất là có trách nhiệm và có những cái sự đĩnh đạc. Thế thì em nghĩ rằng là hệ quả của một cái trưởng thành như thế này thì nhờ chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã cống hiến cho chương trình cũng như là cho cuộc sống một người đàn ông tốt. Và hy vọng rằng là các người bố mẹ cũng sẽ có cái cảm nhận rằng là luôn luôn muốn trở thành người bạn đồng hành đối với con cái của mình. Luôn luôn ở đó để hướng dẫn nhưng mà không quá kìm cặp và tạo ra một niềm tự hào giống như là Quân tự hào về chị. Vâng. Dĩ nhiên là sẽ có những ngã rẽ trong cuộc sống này. Biết đâu ngoài kia còn những cơn giông bão. Bất cứ lúc nào mọi gói chồn chân, em hãy tìm về cái ngã tư vừa rồi. Anh dùng từ là nếu như có những va vấp thôi. Còn đúng nếu vậy. Như em có một chuyến bay tốt đẹp thì hãy ở yên đó.
Cảm ơn chị, cảm ơn bạn đã đến chia sẻ một cái thông điệp rất là tuyệt vời. Thành hy vọng rằng là ai nhìn vào đây cũng sẽ rất là muốn được có một mối quan hệ mẹ con như thế này. Cảm ơn chị. À, căng thẳng đây. Thật là kinh khủng, một cú twist kinh khủng. Phí của trời không? Quan trọng là cảm xúc của em thôi. Quan trọng là em thích ai? Cuộc đời tôi chưa bao giờ mà bị dìm xuống tận đáy như thế này thiệt á. Chán nản thật, bao nhiêu năm rồi vẫn bị lừa mà. Tôi thật là ngây thơ. Thưa quý vị, giờ người cuối cùng không đoán nữa. Dạ ra đi. Một cú twist lớn đã xảy ra, nằm ngoài dự kiến của tất thảy mọi người. Nhưng liệu đó có phải là bất ngờ lớn nhất trong tập hôm nay? Tất cả còn chờ vào màn lộ diện cuối cùng của Hoàng Dương sau vài phút quảng cáo. Nông trại nhà ảnh đó. Trời ơi. Vết trắng còn đang cất cửa nụ cười thoa nắng, anh chẳng thiếu thứ chi trên đời. Chẳng một giây em ơi uống cho say đến ngày, đừng chạm vào môi anh tay sắp tay nhau đâu hay. Chúng ta nói dối thôi, đã nóng ra lũ tối, thế tôi rồi em lại bật khóc vui buồn. Anh kêu thêm whisky, hay ta uống tiếp đi, bây giờ mình say đó là lúc thật lòng nhất. Mà trai rơi bốn trái, anh như con thú hoang, hãy làm thật to cho mọi người biết rằng anh là cho em hết. Chỉ cần nắng ngon, anh là cho em hết. Yeah, yeah, anh là cho em hết. Chỉ cần nắng ngon, anh là cho em hết. Chẳng còn một giây em ơi uống cho say đêm nay. Đừng chạm vào môi anh tay siết tay nhau đâu hay. Anh là cho em hết. À. Chơi gót thiệt, đồ nó xịn thiệt á, nhìn cái muốn quất cái liền. Cảm ơn vũ đoàn bước nhảy đã rất là dễ thương để cho cái phần come out này. Wow, dễ thương nha. Chịu, em là ai? Chào anh Trần Thành và tất cả mọi người ở đây. Em tên là Hoàng Dương, em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và Sài Gòn. Ở đâu nhiều hơn? Hà Nội nhiều hơn, Sài Gòn em 2 tuần một lần. Tới chơi hả? À, tớ có việc gia đình ở trong đây. Gia đình nhiều nơi có việc quá ha. Có thời gian rảnh em thường làm gì? 80-90% là đi chơi golf ấy. À vậy hả? Em có thích thể thao không?
Em nghĩ là em sẽ thử ạ. Thì góp có khó lắm không? Khó. Nhưng mà đã có em. Thằng bé thiệt tình. Bây giờ trong giây phút này có còn 50-50 không? Chưa, cái hashtag 50-50 đấy là cái điều mà em không muốn, chứ không phải là em là người 50-50. Bây giờ em nói anh hết tin rồi. Cho nên bây giờ em phải nhìn vào mắt người ta, rồi em nói một cái gì đó cho người ta tin vậy thôi. Khi mà nghe được những cái câu chuyện của em ấy thì anh rất là đồng cảm. Thì anh với em cũng đều là còn trẻ, thì anh muốn là một người đem lại cho em những cái trải nghiệm mới, những cái thứ mới lại em chưa từng trải nghiệm. Hai bạn trẻ cùng nhau, khi mà anh và em đều có mặt ở đây, nó là một cái duyên rồi. Tại sao em không phải gặp người khác mà lại là anh? Rất hy vọng là chúng ta sẽ có thể tiến xa hơn đối với nhau. Em ở Hà Nội không? Bay ngày nào? Em bay về ngày mai. Ok, thế anh sẽ đổi vé để ngày mai về cùng em. Ghét thiệt chứ. Thưa quý vị, gia đình chúng tôi không có gì ngoài điều kiện à. Cho chị hỏi có bay Việt Nam Airlines không? Là Việt Nam Airlines. Anh nghĩ là ngày mai nếu em bay Việt Nam Airlines thì cái khẩu phần ăn của em hơi ít, hoặc là sẽ không được ăn luôn. Em không có thói quen ăn trên máy bay, không sao. Ngày mai nhiều khi em sẽ bị check hành lý rất kỹ đó em ạ. Lo. Không lo lắm. Không lo lắm, chơi luôn, đàn ông mà sợ gì. Thế còn em, em nghĩ sao về quyết định này của mình? Thật ra thì ngay lúc đầu khi mà anh bước ra thì em vẫn nhìn thấy là anh có nhìn em. Nhưng mà cái vẻ mặt của anh ấy thể hiện ra ngoài như mọi người nói á, giống như kiểu tham gia và không thật sự quan tâm đến em. Em nghĩ đấy là cái mà anh ấy thể hiện ra bên ngoài. Còn ở bên trong thì em vẫn cảm thấy một cái gì đấy là anh ấy đến đây và anh ấy có kèm. Đôi khi mà đàn ông kiểu hơi lạnh lạnh tí thôi. Nếu có khe thì có hoa luôn đi. Và một lần nữa xin chúc mừng nữ chính, bạn đã chọn đúng người. Yes. Đối với những người làm kinh tế như anh, mọi thứ bỏ ra đều phải thu hồi cả vốn lẫn lãi. Duy nhất chỉ có em, anh chấp nhận lỗ vốn để lãi được em về nhà. Xin mời các cố vấn cùng lên sân khấu để chúc mừng cho hai bạn. Chúc mừng em. Này giống gia đình là hai họ không anh? Dạ vâng ạ. Hiện nay nhà trai nhà gái đã có mặt đông đủ, cô dì chú bác có hết rồi. Thì chúng tôi xin chúc cho hai bạn sẽ có những chuyến bay không giông bão để về ngồi bình yên cùng nhau. Vâng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Người Ấy Là Ai do Vion và V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel, cùng phát sóng trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Và xin được gửi lời cảm ơn đến đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Mirinda. Mirinda vị soda kem Việt Quốc, chua ngọt thơm béo ngon xoắn lưỡi. Xin cảm ơn đơn vị đồng tài trợ True Natural, hệ thống sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp thuộc Tingo Group. Và quý vị hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn Người Ấy Là Ai năm nay nhất. Hãy cùng PhilVZ.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Quý vị và các bạn cũng có thể xem những câu chuyện tình cảm hậu trường của các cặp đôi của Người Ấy Là Ai với Vion Love Ride. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
ngay Vion và xem tiếp câu chuyện hậu trường của tình yêu đặc biệt với Vion Love Ride. Vion Love Ride phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Đừng rời mắt. Trong tập tiếp theo, vũ trụ người ấy là ai sẽ bị khuấy đảo bởi dàn cố vấn siêu mặn mòi. Phải là chi thức kìa. Chi thức. Chi thức. Mr. làm sao? Handsome. Handsome. Tôi đang đợi câu tiếp á. Ừ, tôi đang đợi cái câu tiếp theo đó. Công chúa Lâm Khánh Chi. Nhưng mà chị ơi, thôi mốt được đứng kêu chị bằng chị, kêu Khánh Chi đi. À dạ. Cho chị trẻ. Khánh Chi ơi. Ca sĩ Trình Tuấn Kiệt. Em cũng trải chiếu sẵn dơ bản màu xanh. Diễn viên hài Võ Tấn Phát. Sở đi khá phút khó xảo Việt Nam này mấy khá. Và diễn viên Trương Vũ. Vô cùng bấn loạn. Kiềm chế, hãy kiềm chế. Thấy không? Xin làm cho Khánh Chi bị rối, rối bờ rối. Thôi bây giờ Trung Vũ giúp cho chị Khánh Chi đi. Nãy giờ chị Khánh Chi rối hơn con bé rồi đó. Không, chị nói một hồi em rối theo. Rối rồi hả? Cực kỳ khó đoán. Em nghĩ đây là một người sống bốn Vĩnh Long mãi đỉnh. Thì thường đồng hương thì dễ đồng mà. Không, em muốn đồng tình với bạn hả? Hết hồn là cái này nè. Hay chưa? Trời ơi! Cùng chờ xem trong tập tiếp theo vào lúc 20 giờ thứ 6 trên kênh HTV2 VTranel và siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt.